Chúc mừng Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử Bạc Liêu đâu. Con sọt tay túi quần làm công tử Bạc Liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. Cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thõng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi. Bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại. Đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hầu, ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá ngọt ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa. Yeah, đúng rồi. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm! Chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng, 10! Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Hiền du những câu xa vời.
dù sao cũng bước. Xin đó đừng phụ nghĩa cao ca, còn đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đã dòng phu dòng. Đó chính là Thái Quang Hiểu đến từ lớp nhạc nhẹ. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và nhóm bè Sunrise. Cảm ơn các bạn. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời cô Đoan Trang. Đến ngày hôm nay trong đêm gala này, cô thấy một Quang Hiểu rất là chững chạc, con hát rất là điềm tĩnh và con rất là tinh tế trong từng cái cách con nhả chữ. Cô rất là thích và cô cảm thấy nổi da gà và muốn ứa nước mắt luôn lúc mà con bỏ cái micro, con gắn vô trong cái cây rồi con ngồi xuống con đỉnh đạt từ từ để mà con solo, tuy rằng có hai câu thôi bằng đàn bầu mà cô cảm thấy vô cùng ấn tượng. Cô chúc mừng con, rất là hay. Cảm ơn cô. Về mặt cảm xúc và diễn xuất, con làm rất là chuyên nghiệp. Cái điều này không thể nào bé 10 tuổi mà làm được nếu như không có chương trình Thử Tài Siêu Nhí và những người đã hết lòng cho chương trình này. Xin cảm ơn chú Thanh Bạch. Những cái bài con chọn đa số là những bài khó, nhất là cái bài Tiếng Sông Hương. Với cái hòa âm như thế mà con vào, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng tình cảm, là chú thấy cái cảm âm của con nó tốt. Chú chúc mừng con buổi đêm gala này. Con đã thật sự tỏa sáng và con đã cống hiến cho khán giả một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Chúc mừng Quang Hiểu. Sói ca lúc nào cũng là sói ca trong lòng của chú. Cảm ơn chú Hoài Linh. Chúc mừng Thái Quang Hiểu. Thank you.
Một tình cha, một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn với Thái Quang Hiểu. Dạ, cho Đại Nghĩa mượn cái được không? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Chưa bao giờ em thấy cái bài tình cha vốn là bài trữ tình mà bữa nay được làm lộng lẫy rần rần như vậy. Có cảm giác như ngồi nghe trong nhạc viện vậy đó. Rồi đã vậy, cái vĩ chịu nổi không? Cái này thiệt đúng là chỉ có cô giáo Yến Trang mới nghĩ ra thôi chứ không ai hết trơn. Cô giáo Yến Trang của con á cũng được mệnh danh là tắc kè bông đó con. Đó. Giờ một cái áo của cổ đi, bữa nay lấp lánh 1000 màu trển con thấy không? Con hát cái bài này nè, cái cảm xúc của con như thế nào hả Hiểu? Con rất là thương cha con. Cha con ở đâu nè? Dạ cha con. Đến ôm cha, hung cha một cái luôn đi được không? Bày tỏ tình cảm của mình với cha mình luôn. Hôm nay anh là người hạnh phúc nhất. Khi Quang Hiểu xuất hiện bên cạnh chiếc piano thì tôi tưởng tượng chắc sẽ hát một cái bài nào đó. Nó mang tính chất giao hưởng một chút, nhạc nhẹ. Tuy nhiên từ một cái bài mà người ta thường hay gọi là nhạc sến, mà cái dòng nhạc mà tôi yêu thích, khi hát lên với cái piano, với dàn violon, tôi là một cái người rất là khó khăn khi nghe trong cái dòng nhạc này. Nhưng tôi nghe, tôi vẫn thấy cảm thấy nó rất là thích, dù các bạn làm rất là mới. Còn về Quang Hiểu, có thể có những người hát tốt, giọng khỏe vang, nhưng mà tìm cái tình ở trong đó khó. Học á, thì con có thể học được nốt cao, nốt trầm, con có thể học về thanh nhạc được, nhưng khó học về cái tình được. Cái tình đó nó xuất phát từ trong người của con. Và ngày hôm nay con thể hiện được cái tình. Chú thích nhất cái đoạn mà con bỏ nhỏ cái đoạn sau cùng á, chú cảm thấy nó đã. Khi con xuất hiện lên sân khấu, nhìn con rất là chững chạc,
Ông mạnh mẽ, chú dùng cái chữ soái ca. Con rất là đẹp và rất là sáng sân khấu, trong cái bộ vest lịch lãm, và con đứng con hát rất là tự tin. Chú nghĩ con đã thành công. Chúc mừng cảm con. Chú. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cái phần xử lý của con hôm nay á, thì cô phân tích cô thấy là cái cô rất là thích ở chỗ là con hát theo cái kiểu của con. Con không có hát theo những cái phiên bản cũ là phải luyến đúng những cái chỗ mà chú Ngọc Sơn đã từng hát. Cái đó là cái rất là hay. Bởi mình đi thi thì mình hát những cái là riêng của mình. Bởi cô Yến Trang cũng đã muốn nhắm vào cái điều đó là bài hát rất là cũ nhưng mà con làm theo cách của con, làm theo kiểu của cô Yến Trang. Cho nên cái đó là cái mà con thu được cái sự hấp dẫn về cái tiết mục của mình. Cái cảnh mà con tới con ôm ba của con á, làm cho cô muốn rớt nước mắt luôn. Bởi vì cô á, theo cô là trong những cuộc thi mà nhất là thi dành cho các cho tụi con là những đứa nhỏ đó, mà hát về ba, về mẹ là dễ đem lại cái sự xúc động cho công chúng lắm. Mà nhất là giáo dục cho tụi con là luôn luôn nhớ ba mẹ, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng ở bên cạnh mình trên mọi chiến tuyến. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Khi các nhạc công là học cổ điển thì những cái quy tắc về cổ điển rất là khó, để mà mình đã quen như thế ở nhạc viện lâu năm rồi. Nhưng mà hôm nay cầm cái cần đàn violon lên mà bật đèn lên, tự bản thân mỗi một người cũng có cảm thấy sự thú vị riêng. Và chính tất cả mỗi một người trong tổng thể của tiết mục có một cái niềm vui riêng, nó cộng hưởng với nhau. Và nếu như đây là chương trình người lớn hoặc là hiển hát không có cái cần đàn mà có đèn như thế thì mọi người sẽ thấy bình thường. Nhưng đây là chương trình thiếu nhi, cho nên sự hấp dẫn và thu hút sự chú ý của lứa tuổi là điều cũng hết sức là quan trọng mà cũng rất là tinh tế để cô Yến Trang đưa vào. Nó cộng hưởng chung mỗi một niềm vui góp lại. Và con xem gương mặt của các nhạc công kìa, không có bật đèn nó khác, mà bật đèn nó khác. Chúc mừng con. Con biết tại sao không? Chú Bạch thích lắm, bây giờ chú Bạch được mệnh danh là ông hoàng đèn led đó con. Đúng rồi, mắt kiến của chú Bạch cũng đèn led, dày cũng đèn led. Bữa nay chú Bạch là hiền, chú Bạch là gắn hộp, gắn đinh này kia thôi. Không, nhiều khi em thấy nhạc công dữ lắm. Nhạc công mà lúc mà khi bật cái cần đàn lên đó, mà để cái gương mặt sáng đó là tự nhiên em thấy tập trung hết vô anh à. Thì ai cũng coi anh rồi đó, chỗ nào anh cũng gắn đèn, bữa nay họ cũng gắn đèn, họ hát thương anh. Xin cảm ơn những sự chia sẻ rất là dễ thương của các vị giám khảo. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc mừng Quang Hiểu nha. Dân làng đi hết rồi, ở đây chỉ có con mà thôi. Con xin tự giới thiệu, con là cô bé Mộng Mơ. À, con giới thiệu cho mọi người nghe nha. Đây là cái giếng thần. Tức là mọi điều ước của mình chỉ cần thi thầm vào trong cái giếng này thì sẽ thành hiện thực. À... Chú mệt không chú? Mệt, con mệt. Con cũng mệt. Vậy nghỉ đi. Nghỉ đi. Ơ mà khoan, chú là ai? Tại sao lại ở đây? Chú là thủy thủ. Cái tàu chú nó bị đắm ở ngoài đây nè. Chú sửa xong rồi, cái chú tính đi về. Cái tự nhiên chú thấy đói bụng quá, cái chú vô đây tìm đồ ăn. Vậy chú đợi con một chút để con hỏi ý kiến cái giếng thần có cho chú lại không cái đã. Giếng thần? Dạ. Có cho chú lại không? Không. Đó, đâu cho chú lại đâu. Vậy còn chú... rất tiếc. Chú đi về đây. Ông Mộc Khoan. Hồi nãy chú nói chú làm nghề gì? Chú là thủy thủ. Thủy thủ? Ừ. Vậy thôi chú đừng có đi, chú lại chơi con đi. Đâu có được, hồi nãy giếng thần đâu có cho chú ở. Đó, chú cho chú lại mà. Giếng gì đâu mà lật mặt thấy ớn luôn á. Thì chú ở lại. Ủa mà chú có chắc chú là thủy thủ không? Chú là thủy thủ nha, chú làm hơn 10 năm rồi đó. Chú đi được rất là nhiều nơi luôn. Chú sướng quá à. Con cũng ước cái hành thủy thủ.
con ước mơ trở thành thủy thủ đúng không? Dạ. Lại đây chú hỏi cái này cái. Thôi nghe nè, bây giờ á con phải trả lời thật lòng cho chú biết. Tại sao con muốn trở thành thủy thủ? Nếu con trở thành thủy thủ, con có thể đi thăm bà con đó nha. Đi thăm bà? Dạ. Ủa mà ba má con đâu mà để bà con lên đên ngoài biển hả? Con mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Con nghe ông trưởng làng nói có một con bão đã cuốn trôi gia đình con ra ngoài biển. Bây giờ con không còn ba mẹ nữa. Nhưng mà ông trưởng làng cũng có nói bà con còn sống. Nhưng mà bà con đang ở một đất nước rất là xa xôi. Cho nên con muốn trở thành thủy thủ để được đi tìm bà. Bà của con ở đất nước nào? Dạ, bà con ở đất nước Việt Nam. Việt Nam? Dạ, chú có biết đất nước Việt Nam không chú? Chú à, nè. À, chú không biết đâu, chú vô đi ngồi đi, con kể cho chú nghe nha. Ladies and gentlemen, welcome to the Việt Nam. Dạ thưa chú, Việt Nam có 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền có phong tục, tập quán và đặc sản khác nhau. Thôi bây giờ con với chú cùng đi qua đất nước Việt Nam. Con làm gì vậy? Dạ chạy xe đạp. Chừng nào mới tới? Đỡ hơn đi bộ chú ơi. Hợp lý, lên xe. Đi. Tới rồi. Xuống xe. Ôi. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới Hà Nội. Đẹp quá con ơi. Ủa con làm gì vậy? Dạ con đang thi áo dài đó chú. Thước tha ghê vậy đó. Hà Nội đẹp lắm chú ơi. Ê à, cái gì vậy? Hồ Gươm. Đâu? Ô cái gì nữa? Chùa Một Cột. Đẹp quá. Ô à, cái gì hoài vậy? Hồ Tây. Đâu? Yeah. Hà Nội hả? Người Việt Nam đẹp quá chú ơi. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ mình lên xe đi tiếp nha. Dạ, mình sẽ tạm xa Hà Nội, mình sẽ đi vào miền Nam. Lên xe. Hi. Đi thôi nào. Sao hắn lại vậy? Hả? Chú phải ôm chặt con vô. Tại sao phải ôm chặt? Dạ, mình đi qua Đại Hải Vân. Hợp lý. Ơi con ơi, con làm gì vậy? Dạ, này mình đi qua đèo, mình đi xe máy nó mới nổi chú ơi. Xong mình đi. Con sao vậy con? Con bị say xe quá chú ơi. Rồi đi xe máy cũng say xe nữa con. Dạ. Tới chưa? Ý chú, kia là Huế kìa chú. Huế hả con? Ồ, kia là Đà Nẵng. Ý cầu rồng kìa. Ồ, những cái núi cao cao kia đó là Tây Nguyên đó chú. Hèn chi dôi quá trời. Chú rảnh không chú? Rảnh. Chụp hình giùm con nghe chú. Rồi quay lại đây chú chụp cho. Ủa chụp con gì vậy? Chụp ngoài cảnh kìa. Ủa mà con chụp ngoại cảnh chi vậy? Dạ em tặng cho bà con. Có hiếu dễ sợ. Đi tiếp nghe. Dạ. Tới rồi chú. Xuống xe. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới miền Nam. Con mời chú đi theo con. Con mời chú lên ghe. Đi ghe hả con? Dạ. Ủa chứ bị gì vậy chú? Ghe lắc quá con ơi. Ơi con sao vậy? Ghe lắc rồi chú ơi. Hợp lý, hai đứa đi chung ghe. Đi. Đi. Ở đây rất là nhiều sông và trái cây đó chú. Đúng rồi, bởi vì đây là đặc sản của miền Tây mà con. Dạ. Cô ba, lấy cho con một trái sầu riêng. Cô bảy, lấy cho con ký chôm chôm. Trời ơi, khách quen mà, bớt đi vậy nha. Chú để giùm con chú. Cảm ơn chị Bảy nghe. Ê con ơi, ở đây có hai người thôi, mua nhiều trái cây quá ăn làm sao hết. Ủa đâu mua cho chú đâu, con mua cho bà con. Nó lại có hiếu rồi. Mà con ơi chú hỏi nè, bà con ở đâu vậy? Dạ bà con ở miền Tây. Miền
Ủa sao ở miền Tây mà nãy không đi thẳng tới miền Tây đi ra Hà Nội chi con? Ủa chở chú đi khám phá mà. Trời ơi có tâm ghê vậy đó. Mà con ơi con chèo nãy giờ tới đâu rồi? Dạ tới rồi chú. Trời ơi nó đi ghe mà nó thắng như đi xe vậy đó. Ủa con làm gì vậy con? Dạ con đang cắm xà trên bờ Kinh Nga 7. Ê trời đất ơi. Ủa là nãy giờ mình chèo tới Hậu Giang rồi hả con? Dạ ba con Hậu Giang mà. Mèn đen ơi, dễ thương quá. Xong mình đã đi qua khắp đất nước Việt Nam rồi đó chú. Trời ơi, con rất là thông minh. Nãy giờ chú để ý nha, là con là tìm hiểu đất nước Việt Nam rất là kỹ luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao con thông minh vậy, sao mà ai chỉ con mấy cái này? Dạ bà con. Bà, ủa con chưa gặp bà con bao giờ, sao bà con chỉ con được? Bà con viết thư cho con nè. Ờ hợp lý luôn ha. Ý, con, bà con còn dạy con gì nữa không? Dạ, con. Trong cuộc sống này ai cũng phải có một ước mơ. Ừ. Chỉ cần mình biết ước mơ thì mình sẽ được hạnh phúc. Trời ơi. Con ơi con nói nghe nè. Con rất là may mắn khi mà có một người bà như vậy. Bà con dạy con rất đúng và rất hay. Và hôm nay chú quyết định là sẵn gặp con ở đây, chú kể cho nghe một bí mật luôn. Bí mật gì hả chú? Đó chính là chú cũng là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Ủa sao nãy giờ chú không nói? Trời. Có cho nói đâu, mới mở miệng đã nó chỉ thẳng vô mặt nó quy định không biết Việt Nam, trong khi người ta sinh ra ta lớn là ở Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam vậy chú cho con đi đi. Ừ, chú thấy là nãy giờ con rất là ngoan, rất là thông minh. Và đặc biệt nha, con là một đứa trẻ rất là biết là cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Cho nên chú sẽ đem con đến đất nước Việt Nam để con tìm bà của con. Dù sao ở đây con cũng đâu còn người thân, đúng không? Vậy bây giờ con chịu không? Dạ chịu. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau tiến về đất nước Việt Nam. Trời ơi, con lanh quá trời lanh, giờ không biết phải nói như thế nào đây nè. Cái này là nghề của Hương với Nghĩa đó. Chắc chị nhờ nhường lời cho Nghĩa. Nhưng mà chị chỉ có nói một ý thôi, là con có biết công ty Sen Vàng này là một trong những công ty tổ chức thành công Hoa hậu Việt Nam không? Và con là một trong những người ứng viên mà cô nghĩ là con đủ tuổi nên đi thi. Tại cái mặt con đẹp rất là truyền thống. Cái nhất thứ hai nữa là con có năng khiếu. Ngoài diễn kịch thì cô nghĩ con biết nhảy múa. Nếu hát nhẹ nhẹ con cũng sẽ làm được. Rất đẹp, rất xinh. Cảm ơn con. Dạ. Nhớ nha, hôm nay là con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. 9 tuổi vậy cô đợi. 10 năm sau đi thi con. 9 năm thôi cũng được. 9 năm sau bằng Trần Tiểu Vi. Một trong những công ty uy tín là công ty này tổ chức Hoa hậu nha. Rồi còn phần kịch thì chắc để cho chú Nghĩa đi. Chú Nghĩa thấy sao ạ? Trong cái nghề diễn ấy, con biết khó nhất là cái gì không? Dạ không. Là đọc diễn. Tức là diễn một mình trên sân khấu á. Một mình làm chủ tất cả mọi cái. Mình phải nói về tình huống này, mình ứng phó với tình huống kia. Mà phải làm sao để thu hút, phải hấp dẫn người xem không có rời mắt khỏi mình. Là bởi vì trên đây không có cái gì khác. Cái gương mặt con biểu đạt được tất cả những cảm xúc khác nhau. Mà con lôi cuốn tất cả mọi người từ giây phút đầu tiên khi con xuất hiện. Rồi khi mà cái chú Phúc đến diễn cùng với con cũng vậy. Chú là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà con không hề bị chú làm mờ đi một chút nào cả. Con vẫn là một cái điểm rất sáng trong cái tiết mục này. Đặc biệt chú thích ở cái chỗ mà con ngồi con nói, con tâm sự về gia đình của con, về ba mẹ của con. Quẹo vô bi đó. Con đang rất là tưng bừng náo nhiệt, con quẹo vô bi cái làm chú Nghĩa với cô Hương cũng giật bắn mình luôn. Sao nó vô bi lẹ ngọt vậy? Với lại rất là khó nha con, bị gì cái tông nói của con đang rất là cao. À, rất là nhanh, đến khi mà mình muốn dẫn dắt khán giả nghe cái tâm sự của mình thì cái đó rất là khó. Đó với một người diễn viên mà con chỉ là một đứa con nít thôi. À, con làm được điều đó. Mà cái chỗ đó con diễn rất là nhẹ nhàng, chứ không có bị sướt mướt. Con bình thản, con nhẹ nhàng lắm. Mà chính cái sự nhẹ nhàng nó làm người xem bị nhói tim. Chứ nếu chỗ đó mà mình diễn, mình khóc lóc hay mình vô nó quá mùi mẫn thì nó lại không hay nữa. Chú Nghĩa coi rất là nhiều bạn nhỏ diễn kịch rồi, trong rất nhiều chương trình. Nhưng mà khi mà các bạn nhỏ vậy nè, khi mà diễn kịch tới rất là dễ bị gọi là diễn giả đó. Đúng rồi. Diễn bị giả rất là... Vậy nè. Cô sợ lắm. Còn con ở đây con diễn thật lắm luôn á. Có những cái tình huống này vô lý, nhưng mà bởi vì con diễn rất chân thật và con tin vào cái điều con đang làm, và con làm cho tất cả mọi người tin theo con, thì đó là cái điều mà rất là tốt. Con làm cho cô Trang cười đó. Cô Trang thú vị. Cô Trang thấy tiết mục này sao cô thú Trang? Thú vị, cô Trang cười. Cái vai diễn của con á là nó là cái hình ảnh của cái bạn Moana. Trong cái phim hoạt hình Moana, con có biết cái phim hoạt hình đó không? Dạ biết. Ừ, rất là đẹp, rất là dễ thương. Con ở đây cũng có được tất cả những cái điểm cái cô bé đó. Con rất là lanh trí, rồi con có thể biểu diễn được tốt. Ở chỗ là con chuyển nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau ở trên sân khấu ha. Và cái cô thích là con có tiếng nói sân khấu vô cùng tốt.
giọng nói của con rất là sắc bén và nó phù hợp với tất cả những cái màu sắc cho cái vai diễn của mình khi mà con diễn. Cô rất là thích con và cô thấy con sẽ là một gương mặt ấn tượng của thử tài siêu nhí mùa 3 này. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Em thì em lại quá ấn tượng với cái lúc mà bạn bước vô, bạn làm MC luôn, bạn giới thiệu ba miền, trời ơi, Nam Bắc. Bây giờ nè, bây giờ con trình diễn xong rồi, bây giờ con thoải mái rồi, tất cả những lời khen dành cho con. Bây giờ con giới thiệu giùm chú cái tiết mục tiếp theo rồi con làm MC luôn. Vô. Đó, để hai tay lên đây giống như nãy. Cảm ơn ban giám khảo đã nhận xét con. Bây giờ là tiết mục tiếp theo. Mốt này hấu tề cho mẹ. Maria. Cho Ngọc Hà. Rất là dễ thương. Con giới thiệu về mình tí xíu cho ban giám khảo biết đi, mình tên gì, mình mấy tuổi nè? Dạ con tên Candy Ngọc Hà, năm nay con 5 tuổi. Dưới Ngọc Hà phải không? Dạ. Ngày mai cô sẽ kêu cô Hồ Ngọc Hà gọi cho con, nghe không?
Con là sang chảnh hơn cô Hồ Ngọc Hà bởi vậy hát bài này sao em thấy có chị Hương với chị Trang xuất hiện trong đó luôn. Bà hội đồng hát bài Quạt Giấy. Mà là con nghe bài này hay là mẹ con nghe, ai trong nhà nghe? Tại cái bài này nó khó nghe lắm chứ nó đâu có dễ đâu. Đúng rồi, dạ, khó nghe thiệt luôn á. Con nghe xong con kêu mẹ dạy, mẹ dạy cho con. Mà cái nhịp bài này nó cũng khó luôn á. Cái bài này khó lắm. Em nói thiệt với chị Hà là nãy chị hát cái gì em không có nghe cái gì hết trơn á. Bị em mê chị, rồi em đắm say với cái giấc mơ của chị. Em chỉ nghe là cái quạt giấy là em có khoái rồi. Xong rồi lâu lâu cái chị cái quạt giấy, cái chị xuống chị quạt em hai ba quạt. Có nghe cái gì? Cái bài của cô Trang có hát. Cái kỹ thuật gì tôi không cần biết mà tôi thấy bận cao hường chặt cô Trang. Đó. Hát bài của cô Trang. Bận cao hường là nổi hơn. Mướn 6-7 cô chú khiêng. Thấy không? Xong rồi thấy cưng nhất là đi xuống quạt cho tụi tôi. Mà đâu có canh được, cái sân khấu nó rộng quá. Cái giò mình nó ngắn. Chạy lên cho bằng kịp. Thấy không? Phóng lên cái bậc tam cấp. Xoay qua cô chú vừa hốt lên cái để cái micro hát câu cuối nữa. Sao chịu đời cho nổi. Cô Trang ơi, cô Trang biết sao cô Trang? Bởi vì con còn nhỏ, con hát nghe không có rõ lời, thành ra khán giả coi vẫn không biết đây là bài Quạt Giấy của cô Trang đó. Đề nghị đó, anh Trang hát một câu để khẳng định đây là bài của cổ. Xin mời chị. Xin mời cô ý con hát nè. Quạt giấy nhà hai bà vô. Quạt giấy cho ai bình yên trời nắng. Khi đêm là ngõ cây đứng, mong manh cái thân nhỏ bé. Em quá ấn tượng với câu khiêu cuối cùng của bé. Quạt giấy hết đúng bài. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chỗ đó khó lắm nha. Khó. Bản thân em hát mà cũng phải rất tập trung, chúng tôi bị sai nhịp. Cho nên cô thấy con là một bạn nhỏ cũng khá là thông minh. Và thêm một cái thông minh nữa là thầy dựng cho con bài này rất là hay ở chỗ là cái lúc mà trống dồn không chỗ gian tấu là lúc đó cô nhảy. Thì lúc đó bắt đầu các con đi ra kéo co. Tại vì trời ơi, tại vì bà Dương Ngọc Hà này bà đâu chưa có tập nhảy cái đó được. Cho nên là bà hội đồng Dương Ngọc Hà đi ra kéo co. Đâm ra cái tiết mục nó tạo được một cái sự duyên dáng, nó phù hợp với lứa tuổi của con. Thì cô thấy đó là một cái điểm cộng của tiết mục này. Cô chúc mừng con. Rồi, chúc mừng con. Một lần nữa xin được giới thiệu mọi người Ngọc Hà, rất là dễ thương. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị. Và hãy chờ xem tiết mục tiếp theo sẽ như thế nào. Xin mời tất cả quý vị. Dòng nhanh bước dạo trên đường phố đông, trên đường phố đông. Cô gái đẹp tươi thêm vời vời. Chân bước tự tin đầy trong xa, tự tin đầy trong xa. Chân bước vượt qua con đường vượt dài, vượt qua con đường dài. Em muốn tự thân vượt khó khăn, tự thân vượt khó khăn. Em muốn tự tin bước vào đời. Let's go. Bao nhiêu bôn ba bao gian khó đón chờ, nhưng trong tin yêu lòng vẫn ngời. Ôi bao cây xanh màu hoa nắng trước đời, cháy lên bằng con tim nồng nàn. Em như xin đêm mua sắm với bạn bè, yêu ly cà phê khi chiều về. Em như có thấy có hát với tình người, cháy lên bằng con tim nồng nàn. Và đó chính là cô gái tự tin Hà My. Cái hình thức trang phục tất cả mọi thứ nó rất là phù hợp với bài hát này. Vừa hát mà vừa có vũ đạo. Và con vẫn giữ được cái cục hơi của con. Hát vẫn rất là chắc chắn, không có nốt nào chệch nhạc hết. Cô chúc mừng con. Xin được cảm ơn chị Đan Trang. Chú Nghĩa thì hơi có ý ngược với cô Đan Trang một tí. Con hát tốt, giọng con bắt mic, sáng âm vực rộng. Nhưng mà chú Nghĩa lại cảm giác rằng cái nhịp con hát thì có, con không hát chật nhịp. Nhưng mà cái nhịp tiết tấu trong người con khi con nhảy, con hát cùng với vũ đoàn, cái âm nhạc trong người con á, chú lại cảm giác nó chưa có đủ. Chính vì thế, có cảm giác rằng con hơi bị chệch choạc so với vũ đoàn. Tất cả những gì mà cô Hương nghĩ là chú Nghĩa đang nói đó. Cái nhịp của con phải có từ trong người, chú Nghĩa nói là mình chưa thấy được cái nảy đó. Đúng. Không đi, nhưng mà mình phải tin là con bé nó đang tự tin bước vào đời. Mà thấy bước đi nó không có tự tin là tại vì vậy nè, con nhỏ xíu à, so với những cô chú nhảy dancer ở dưới.
thái độ mấy cô chú che mất mình rồi. Cho nên là con phải làm theo cái kiểu dễ thương. Đúng rồi, mà con lúc mà con bước ra đó, tự nhiên mấy cô chú kia ống ánh đường. Và đó chính là Mỹ Duyên. Chúc mừng con. Vậy thì bây giờ xin mời sự thuyết phục của quý thầy cô dành cho Mỹ Duyên. Tại vì con lớn hơn các em, con cũng biết điều đó ha, cho nên con mến khẽ tay con một cái. Đây, xuống đây với cô với. Đây, tay đây, khẽ tay chứ không có ôm. Đấy, rồi lên đi. Trời tại ơi. Vì sao? Nhá, cô mến có lý do của cô mến nha. Cô bấm ở lúc con làm những cái đoạn rumba đó, còn những cái đoạn kia cô đang mong đợi hơn, mong đợi hơn. Với một cái body xinh đẹp dài rộng như vậy thì động tác của con đối với đương đại nó hơi bị thiếu nhá. Với cả là cô hoàn toàn không thích cái cách biểu diễn của con đang bị hát theo bài hát quá nhiều, trong khi đó chúng ta phải gửi tình cảm, ánh mắt và ngay cả nhịp thở của mình vào trong cái động tác. Đấy là cái mà mình cần khắc phục. Cô khẽ tay một cái, hy vọng rằng lần sau nếu con đứng trên sân khấu, con khắc phục cái điều này thì con là một người vũ công tuyệt vời. Còn về cô Phạm Lịch thì sao? Cô Phạm Lịch bấm vì nhiều, rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên là cô Lịch mê cô Mỹ Tâm kinh khủng luôn. Mở nhạc lên là cô Lịch thích rồi. Đó là điều thứ nhất. Về điều thứ hai á, giống như cô Mến nói đúng, cái đáng trách của con đó là khi mà lên sân khấu ấy, mình nhảy múa, mình hát nhiều quá, cùng là mọi người sẽ không biết là mình là ca sĩ hay là mình là dancer. Nhưng cô Lịch có thể đỡ được cái con đó là khi mà mình kiểu như là mình feel quá, mình say nhạc quá, mình có quyền hát. Cô Lịch cũng thế, có những lúc cô Lịch nhảy một mình trong phòng, cô Lịch cứ vừa hát vừa nhảy điên cuồng luôn. Có nghĩa là mình say nhạc quá, mình say ánh sáng, say cái sân khấu này quá. Cô nghĩ là con sẽ là người giống như giúp cô thỏa cái lòng khi mà đứng trên sân khấu và làm được nhiều thứ vĩ đại hơn những gì đang có. Nên là cô rất hy vọng con sẽ về đội công cơ. Đây con, tự tin, duyên dáng, về đây. Vậy thì bây giờ sẽ là giây phút thuộc về con. Con là cảm ơn hai cô đã tin tưởng và chọn cho con, nhưng mà con chỉ được về một đội mà thôi. Cho nên con sẽ về đội của... cô Mến à. Yeah. Mến con, chúc mừng. Chúc mừng cho lớp học Huỳnh Mến và... bắt tay cái nào, bắt tay cái nào. Yeah. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp nhất đến từ hai lớp học, và đặc biệt đó chính là các bạn siêu nhí của chúng tôi trong tập thi đấu thể hiện tài năng. Và trên sân khấu hiện nay đang có 18 tiết mục đã được trình diễn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với sự lựa chọn của ban giám khảo chính thức. Ban giám khảo chính sẽ đưa ra quyết định của mình, lựa chọn ra 5 tiết mục an toàn để bước vào vòng trong. Xin mời sự quyết định của ban giám khảo. Dạ, thật ra là muốn chọn hết luôn á mà không được. Bây giờ các cô chú cũng rất là căng thẳng. Cô đã chọn ra mỗi một đội chỉ được có 5 em thôi, còn bao nhiêu là phần quyết định của thầy cô ở trên đó. Bạn đầu tiên trong đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch được lọt vào vòng trong, đó là bạn hát cải lương thật là hay, Trung Hậu. Chúc mừng Trung Hậu, xin mời con tiến lên phía trước một bước. Bạn thứ hai, Gia Hân. Chúc mừng Gia Hân, mời con bước lên phía trước một bước. Wow, rất thuyết phục đúng không ạ? Dạ, em mời chị Dương Ngọc Hà. Tiếp theo, Bảo Hưng. Chúc mừng Bảo Hưng. Và người cuối cùng mà ban giám khảo chọn bên đội Quốc Đại và Phạm Lịch là Thảo My. Chúc mừng Thảo My, một cô gái đã thể hiện vũ điệu đương đại của mình rất là xuất sắc ngày hôm nay. Vậy là sự lựa chọn của ban giám khảo chính, đó chính là 5 bạn siêu nhí bước vào vòng trong. Và ngay bây giờ sẽ là sự lựa chọn giải cứu cho 4 bạn thí sinh cũng như là 4 tiết mục rất là xuất sắc trong ngày hôm nay đến từ sự quyết định thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Người làm cho cô bất ngờ nhất ngày hôm nay đó chính là Phương Tú. Xin mời con tiến lên phía trước. Người tiếp theo là Phương Trinh. Chúc mừng Phương Trinh. Quốc Đại sẽ chọn Phương Nhi. Chúc mừng con.
Mời con đến với các bạn đã được lựa chọn ở đằng sau. Và cuối cùng cô Lịch chọn đó là Song Thi, Bảo Thi và Anh Thi. Chúc mừng Song Thi. Và một tràng pháo tay thật lớn, chúng tôi sẽ được chúc mừng. Chính tiết mục xuất sắc đã có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Các bạn còn lại ở phía trên, Minh Xù tin chắc rằng tất cả những gì mà các con đã thể hiện ở trên sân khấu này ngày hôm nay là những điều tuyệt vời nhất đến với quý vị khán giả và đặc biệt là đến với quý thầy cô của các con. Cảm ơn tụi con rất nhiều vì đã đến với Thử Tài Suy Nghĩ mùa 3. Phải nói tất cả chúng ta ai cũng sẽ tiếc nuối nếu như các bạn suy nghĩ nào ra về ngày hôm nay. Thế nhưng luật chơi vẫn sẽ là luật chơi. Sau khi tìm ra 9 tiết mục xuất sắc để bước vào vòng trong đến từ lớp học Mây Ngũ Sắc. Và ngay bây giờ chúng ta hãy hồi hộp chờ đợi kết quả đến từ lớp học Siêu Sao Nhí. Xin được mời sự lựa chọn đến từ ban giám khảo chính. Chúng ta sẽ lựa chọn ra 5 tiết mục xuất sắc bước vào vòng trong. Xin mời. Đầu tiên cô xin được chúc mừng Anh Thư và Thanh Thiện. Chúc mừng Anh Thư và Thanh Thiện. Là hai thí sinh khá là nổi trội của đội cô Mến với cô Tố My. Và tiếp theo cô xin được chúc mừng cho Bảo Châu. Chúc mừng Bảo Châu. Chú Nghĩa xin được chọn một bạn dễ thương duyên dáng, đó chính là bạn Minh Vy. Chúc mừng Minh Vy. Tiếp theo sẽ là một chàng trai, đó chính là chàng trai tóc xù Nhất Phương. Mời Gia Huy Nhất Phương. Wow. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho hai cô Mến và cô Tố My sẽ giải cứu cho 4 tiết mục tiếp theo bước vào vòng trong. Em xin đưa ra quyết định của mình. Bé Mỹ Duyên. Chúc mừng Mỹ Duyên. Nãy thấy mấy bé ra là mấy bé đội anh Đại ra không là My đã muốn khóc rồi. Giờ thấy mấy bé đội Tố My nữa. Giờ không đỡ đưa ra quyết định. Bây giờ cô nói các con hôm nay là các con vô tới vòng này rồi là ai cũng giỏi hết á. Nhưng mà nguyên tắc cuộc thi thì người đậu người rớt là chuyện bình thường, nên các con đừng có buồn nha. Bé nào cô cũng thương hết. Cô chọn bé Đức Thanh. Chúc mừng con. Bé Mai Anh. Chúc mừng Mai Anh. Và bé Bảo Ngọc. Chúc mừng Bảo Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã tìm ra được 9 tiết mục xuất sắc để có cơ hội bước vào vòng thi đấu tiếp theo đến từ lớp học của cô Huỳnh Mến và cô Tú My. Một tràng pháo tay chúc mừng các bạn nhỏ. Cảm ơn tụi con rất nhiều vì đã tham gia Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 này và chúc cho tụi con sẽ có thật nhiều những cái sức khỏe, nè học thiệt là giỏi. Và một lần nữa cảm ơn tụi con rất nhiều đã đến với Thử Tài Siêu Nhí mùa 3. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Yeah.
sông dài vào rừng trúc mai véo vòn con sáo sầu. Đó chính là Bảo Hưng. Sở trường của bé là dòng này rồi. Và ngày hôm nay bé đã có được một cái sân khấu để thể hiện hết những cái khả năng của mình cho ban giám khảo. Và không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào. Xin mời anh Đại Nghĩa trước đi ạ. Ngưỡng mộ con quá chứ sao. Hồi đó chú cũng có tham gia cuộc thi, cũng có hát cái bài này. Khó khủng khiếp luôn. Bởi vì cái bài này mình phải hát với cái âm hưởng của ca trù trong đó. Cái nốt mà nó có cái độ nảy rung 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 mà hay gọi là mình đổ hột, mình nảy hột á, không có phải dễ mà mình tập được cái đó đâu. Thường thường là cái bài này đa số là các ca sĩ nữ hát, chứ hình như chú Nghĩa chưa có thấy ca sĩ nam. Không biết có ca sĩ nam nào hát không Đoan Trang ha? Hiếm lắm. Mà con hát cái thần thái của con nó rất là ma mị, làm mình liên tưởng tới chú Tùng Dương á. Cái kiểu hát như say sưa, như đặt hết cái tâm hồn của mình vào trong cái bài hát. Rồi bên cạnh đó cái phần hỗ trợ của các cô trong vũ đoàn quá đẹp, làm cho chú cảm nhận được rằng cái không khí nó huyền ảo, nó linh thiêng của núi rừng Yên Tử. Quá đẹp. Với cái tiết mục này chúc mừng con. Cô là phụ nữ mà cô còn thích nữa. Tạo hình của vũ đoàn Phương Việt rất là đẹp, đặc biệt á, làm cho người ta có cảm giác nhiều thứ liên tưởng. Lúc đầu thì phụ cái miếng vải đỏ nhìn như một cái núi từ xa, xong tới lúc mà đứng các cô xếp hàng ở đây á, như là những cái hoa mà gió đông đưa đó, đẹp quá trời, cô nào cũng đẹp. Với cái tạo hình của con, anh, cái bộ đồ này của con rất là hợp lý, chứ nếu mà con mặc một bộ đồ mà đồ bình thường á, đồ tay bình thường đó, thì là cô không chịu đâu.
Tại vì mấy cô kia cổ nhảy đẹp quá, nhìn mà mình còn phụ nữ còn mê. Cho nên là cái tiết mục của con, cô cứ nghĩ đây là một tiết mục, lại là một tiết mục phải là khen, đó là tiết mục biểu diễn. Nhớ nha, mình đang đẹp nè, tạo hình tốt nè, dàn dựng hay nè, có giọng ca nữa nè, nha. Phải cố gắng giữ ha. Cảm ơn con đã đem tới cho cô một tiết mục biểu diễn. Xin được cảm ơn chị Việt Hương, mà phải cảm ơn sự hỗ trợ của lớp học đó. Thầy Đại là thầy Đại chọn bài cho con hay sao vậy thầy Đại? À, thật sự thì ở vòng này thì Quốc Đại vẫn cho có các con quyết định. Nhưng Quốc Đại nói rằng bây giờ các con đưa cái list bài cho thầy đi, rồi thầy sẽ chọn để sao cho nó hợp lý nhất. Thì con đã đưa ra một số bài và Quốc Đại đã chọn bài này. Một phần nữa để trả lời cho cô My, tại bạn này cô My cũng dành. Đó. Đại My đụng chạm cho nỗi đau của em hả? À. Nữa hả My? Vậy là bây giờ em hưởng công nha, là bài này là em gợi ý cho bé dòng trước đó. Là cô My, khi mà cô My chứng minh là cô My cũng có thể hát dân gian đương đại. Cô My hát nữa. Một thị phạm một đoạn trên đỉnh Phù Vân. Tôi không tin. Trong clip bây giờ cô My hát lại một câu đi, tôi mới tin. Thị phạm rồi chị. Chưa nhưng mà nghe, chấp chưa tin. Bé quý vị khán giả có nghe được không ạ? Chưa nghe sao tin. Đúng không? Hát lại một câu coi. Mênh mênh mang mang phù vân yên từ vì vì vù vù chúc lâm thiên tử. Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si, nước mắt tràn mi tìm người trong mộng. Nước mắt là đúng rồi, tao qua đội bên này rồi, gì nữa. Hát vậy đó chị mà thua cuộc, bé không về đội em chất quốc à, giận dễ sợ luôn. Bây giờ vô vòng này lấy bài em gợi ý để hát. Lại bởi vậy lấy bài này hát để cảm ơn cô My. Xin mời cô Đoan Trang nhận xét tí xíu cảm nhận của mình về tiết mục này. Đây là một tiết mục xuất sắc. Và một tiết mục xuất sắc á, là cần phải cộng hưởng rất là nhiều yếu tố khác nhau. Và các yếu tố đó nãy giờ các cô chú đã phân tích qua rồi. Cho nên cô chúc mừng con là con đã hội tụ được tất cả những điều đó trong tiết mục của mình. Cố lên, và cô rất là muốn thấy con ở vòng sau. Cảm ơn cô rất nhiều vì nhận xét rất là bình thản. Và chúc cho con sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin một cách bình thản như vậy để bước vào vòng trong con nhé. Một tràng hố tay cho chàng trai. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sông nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Anh Ba Khía, anh Ba Khía, anh Ba Khía. Đó chính là Đức Thanh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Gió Việt. À, Gió Việt ơi, bớt bớt bận áo bà Ba Hồng lại nha. Đàn đâu ông hả? Con trai anh Ba Khía bận áo hồng theo cái bông ơi, màu trời, tím gì? Màu tím chứ phải màu tím hả? Màu hồng dạ. Tím màu tím nó còn dễ sợ hơn màu hồng. Thấy cưng quá à. Nhưng đây lòi ra anh Ba Khía đó, rất là chất phát dễ con thương. Mình con là Ba Khía rồi, còn mấy ông kia là 7-8 Khía đó. Gian nan mưa nắng trên ruộng đồng mà sao trắng tươi vậy? Con có hay đi mừng ruộng không mà sao con trắng dữ? Con có mê chú Đan Trường không? Dạ thần tượng của con là chú Đan Trường. Thì bởi vậy y chang luôn. Rồi bây giờ là cảm nhận của ban giám khảo và xin mời chị Đoan Trang ạ. Con rất là có duyên sân khấu, nội điều đó là đủ thu hút làm cho khán giả cảm thấy rất là thích tiết mục của con rồi. Rồi trong giọng hát của con cũng vậy, hát rất là vang, rất là sáng. Cô chúc mừng con. Dạ con cảm ơn cô. Hiện nay chắc là Đoan Trường coi được thấy hình ảnh của mình mà người ta còn nói thần tượng nữa. Làm y chang, đưa cái chân y chang, để cái tay y chang luôn. Vậy là vui rồi, nghệ sĩ mà người ta mê tới vậy là ngon lành rồi ha. Chỉ có thắc mắc có một điều là con mình con Ba Khía, còn mấy ông kia đâu hoang mang nãy giờ. Nãy giờ chưa thể tỉnh hồn mà chứ cái nhóm múa nữa. Những cái bài về miền Tây như vậy nè, nó không có quá khó, nó không có quá phức tạp, nhưng mà cái tinh thần con làm ra được là dễ thương rồi. Nó chân chất, nó mộc mạc, nó đúng như là cái nhân vật ông Ba Khía vậy đó. Chú Đan Trường giống như thu nhỏ lại thành con vậy đó. À, hy vọng rằng lớn lên con sẽ đẹp trai như chú Đan Trường, hát hay như chú đó luôn nghe. Dạ con cảm ơn. Chúc mừng con.
Cảm ơn ban giám khảo. Còn về dạ lớp học nhà mình, sau khi ngày hôm nay được trình diễn trên sân khấu này, áo bà ba thì có hơi bảy tám khía lắm. Ừ, như là chị Duy Hương nói, còn cái tiết mục của bé anh ba kể khía ở đây thì sao ạ? Dạ. Một tràng hoa tay cho Thảo My. Cảm ơn con. Một tiết mục rất là ý nghĩa đúng không ạ? Cái bài hát này á, mở đầu mọi người thấy là cái âm thanh của nó không có được tốt lắm, bởi vì đây chính là giọng hát của Wanbi Tuấn Anh lúc còn sống, và đặc biệt hơn hết là ngay cái lúc mà Wanbi Tuấn Anh bệnh luôn và viết lên bài hát này, mang đến thông điệp đó chính là một cái nụ cười vẫn luôn luôn còn mãi trong trái tim của chính tất cả chúng ta. Một lần nữa một tràng hoa tay cho Thảo My. Và xin được chúc mừng cho lớp học cô Phạm Lịch và thầy Quốc Đại. Còn cảm xúc của ban giám khảo thì như thế nào dạ? Xin mời chị Đoan Trang. Tiết mục rất là hay, rất là giàu cảm xúc. Còn với cá nhân của con á, con có một cái lợi thế quá lớn, đó là con quá dẻo, là một trong những cái cần thiết nhất khi mà diễn đương đại. Cô xem cô cũng cảm nhận được cô Lịch phần nào ở trong đây. Chúc mừng hai cô trò. Cô Việt Hương thì sao ạ? Đối với cô á, nhìn đầu tiên đó là cái hình thể của con không phải là diễn viên múa. Cô nghĩ là cái bé này nó phải ốm cơ, thì con hơi tròn người và con không make up nhiều. Con ngồi dưới con tung cái kim tuyến á, cô cảm giác tới là cái trẻ nó bị kim khuyết á. Thì khi mà kim khuyết là họ sẽ bị thụ động, mà khi thụ động á là họ sẽ hơi tròn, thì họ không có vận động nhiều. Và khi con rắc cái kim tuyến lên á thì giống như là một cái ước mơ á, giống như là mình mơ mà. Mình mơ thì khi mà con kéo cái băng đen xuống á, làm cho cô rất là xúc động. Có thể đây là một cái màu nào đó mà cô Lịch kiếm được của Tuấn Anh, nhưng mà đối với cô á thì cô nghĩ là toàn bộ những đứa bé mà mơ ước được nhảy múa mà không làm được cái điều đó, có thể họ bị sanh ra và thiếu khuyết một cái gì, hoặc là bé không có đôi mắt mà bịt lại như vậy á, cho người khác có cái cảm giác mạnh mẽ và cố vượt lên để làm cái điều đó. Một trong những tiết mục mà cô nghĩ nếu mà đi thi á, mà ở một cái chương trình của thế giới về những người khiếm khuyết, thì cô nghĩ tiết mục này sẽ vô rất sâu á. Tiết mục này nó bước hẳn qua một cái khác, chứ không phải là về tài năng nữa, nó về cảm xúc á. Khi mà em đưa cái bài nhạc này cho ban tổ chức thì em hoàn toàn cũng không nhắc đến cái câu chuyện của anh Wanbi Tuấn Anh. Thực ra em đã từng được làm việc với anh Wanbi Tuấn Anh và em rất là quý anh ấy, và cảm giác như là nó là một cái điểm nhấn trong cuộc sống của em. Ngày hôm nay em quyết định em chọn bài nhạc này và hy vọng là My sẽ làm được tốt. Và em cảm ơn anh chị đã cảm nhận được một điều gì đó, cái thông điệp mà em không nói, em chỉ dùng âm nhạc và dùng hình thể của Thảo My thôi để gửi đến mọi người. Thì em rất cảm ơn anh chị. Em hứa là nếu Thảo My vào được vòng sau, chắc chắn là sẽ có phần 2 ạ. Chúc mừng cho con Thảo My đã có một tiết mục rất là xúc động và truyền đến rất là nhiều người sự hạnh phúc, và ngày hôm nay ban giám khảo cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc đúng không ạ? Và hy vọng rằng con sẽ có cơ hội được vào vòng trong và thể hiện tài năng của mình nhiều hơn nữa nhé. Còn bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo, xin mời. Xanh như mùa xuân đang về.
đó chính là Nhật Minh. Đập tay cái đó, yeah. Cảm ơn anh đã làm cho con bộ đồ ngày hôm nay để che mất cái bụng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái quần vẫn còn y nguyên. Chứ cái lần trước là hát coi như là quần tuột luôn mà vẫn hát à. Vẫn máu lửa. Trời ơi, thiết lập đội. Hát và xúc quần luôn hả con? Đúng rồi. Đó, cái tinh thần phải vậy mới được. Chính đó. Xác, vỗ tay cho bạn. Quá là xuất sắc. Lúc đó có dịnh cái quần lại không? Thầy kệ nó. Kệ luôn chị. Đó, nó tuột, nó tuột nhẹ xuống. Kệ đi luôn, hát trời luôn đất. Ngon ơi. Hát xong đứng đây hát cái quần nằm kia. Đúng thế. Không biết là cảm xúc của bà giám khảo như thế nào. Xin mời anh Đại Nghĩa trước đi ạ. Dễ thương quá à. Hát ly cà phê mà chú Nghĩa dòm con thấy giống ly cà phê sữa. Mà sữa nhiều hơn cà phê. Trời ơi. Nó trắng bùm mà nó mẩm mỉm, nó thấy cưng gì đâu. Đã vậy còn có cái mái tóc nữa. Con dễ thương lắm luôn, con biết không? Con làm chủ sân khấu, con khuấy động tất cả mọi người. Con không có run sợ gì hết. Con đến trước mặt của Đoan Trang, con hát giống như là cô coi con hát nè, cô coi con nè, đó đó. Xong tới chú Nghĩa, con hát giống như dằn mặt chú vậy đó. Bây giờ con biết chú Nghĩa hát dở hơn con á. Chúc mừng con một tiết mục rất là tốt. Trong giọng hát của con có độ khàn, độ rền, rất là hiếm ha. Cái giọng hát của con rất là bắt mic, nhưng mà đồng thời con đẩy mấy nốt cao khá là tốt và rất là có chất rock. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn ba giám khảo. Đây chính là một cái đối thủ rất là đáng gờm của lớp học mang tên là Siêu Sao Nhí. Và còn rất là nhiều những cái tài năng nhí khác nữa đang chờ đợi tất cả quý vị. Và ngay bây giờ sẽ là tiết mục Lâm. Hay là để con hát cho mẹ nghe cái bài mà mẹ thích con hát nha mẹ. Mẹ nghe nha mẹ. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghê sớm chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốn dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây gai. Rực rỡ dài tuồng qua thân khóc cười cười khóc người ơi, mong đêm tiếng hát lời ca cho người. Bảy đôi nhưng lòng chẳng nao. Trải đây mai đó người ơi, bạn nhung khép lại đời tôi như người. Xin tri ân tấm lòng bồ điều, nguyện suốt đời này. Đúng là live show của con luôn đó nghe. Một mình con hát luôn, hình như 5 bài tất cả phải không? Dạ yeah. 5 bài luôn, nhạc trẻ có nè ha, xong nhạc Hàn Quốc có nè, rồi nhạc trữ tình có nè, rồi sau đó hát nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Trời ơi quá giỏi luôn á. Bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo góp ý nha. Xin mời cô Thanh Hằng trước đi ạ. Hôm nay con đã làm tròn được cái tiết mục live show của con.
cô cũng xin chúc mừng cho con. Con đã hoàn thành được cái tiết mục của mình rất là tốt đẹp. Mà khi con ca xong rồi con diễn, rồi con có cảm xúc ở trong đó. Rồi cái câu chót mà của cái bài Tầm Dương Tơ này, nó làm cho tôi phải nói thật sự là nó nhói tim. Xin tri ân tấm lòng mồ điều nguyện suốt đời. Cô Thanh Hằng ơi, mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Đó, thay lời cô hát luôn rồi đó cô Hằng. Đó, đó. Cảm ơn con. Chưa gì hết là đã lưu truyền cho thế hệ mai sau rồi đó. Dạ. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúc mừng tiết mục của con. Cái diễn xuất của con đó thì cô thấy nè, càng về vào trong á, con càng chứng minh cho tất cả mọi người thấy á, là con, cái khả năng của con không chỉ dừng lại ở đó, mà con còn có thể đóng những cái vai bi, con có thể hát được nhiều thể loại nữa. Và cái giọng hát của con thực sự là cô thấy cũng rất là tốt. Nếu mà chọn đúng những cái bài á, mà lên cái âm vực đúng của con á, con lên với cái nốt cao rất là đẹp. Tuy nhiên vì phải dàn dựng cái live show nó cũng hơi tham, cho nên nhiều tiết mục quá nó làm cho con phải tới cái gì kế tiếp, rồi phải thay đồ này kia. Thì không sao, tại vì con còn quá nhỏ để mà con phải bao trùm tất cả mọi thứ trong một cái tiết mục của mình. Chứ thật ra cô đánh giá rất là cao về con đó. Đúng, ngày hôm nay là một cái ngày mà con làm hết tất cả những cái gì mà khả năng con có. Thì bây giờ chú cũng không biết nói gì thôi, chỉ khen con là con rất là giỏi, con phải cố gắng. Nhưng khi phát huy là phải phát huy chủ đạo cái thế mạnh của mình là cái sở trường nhiều hơn một chút xíu. Ngày hôm nay thì chú chưa thấy cái đó nhiều, nhưng mà cũng đây cũng là cái thử tài siêu nhí, coi cái thử những cái tài của con còn những cái gì nữa hay không. Thì ngày hôm nay là đúng với cái tiêu chí của chúng ta. Và dạ, chúc mừng con. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Từ cái đoạn đầu con gặp mẹ con, rồi con diễn xuất khi mà vô cái đoạn ca nhạc, rồi nói chung là ba cái mảng khác nhau, con có thể chuyển đổi cảm xúc rất là nhanh. Đó là ưu điểm để thể hiện được nhiều khả năng của con. Nhưng mà kịch bản cần phải nuột nà, uyển chuyển, và có thể hạn chế bài nào con hát. Tối ưu nhất là dừng lại và không nên thêm những cái bài mà con hát tiếng Hàn, tiếng Anh gì mà nghe cũng không rõ là tiếng gì, để có thể đạt tối ưu nhất về năng khiếu của bé. Mà hôm nay con đã làm vượt qua lứa tuổi của mình, tất cả các thể loại con gộp vô hết. Chúc mừng con. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Đức vua Rim đã băng hà, toàn dân xứ sở Aodia để tang 3 ngày để tỏ lòng biết ơn với vị vua anh minh của xứ sở. Loa 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 loa. Ta đã trở về đây với kinh thành xa xưa cổ kinh, lòng dân ngâm ngùi khi vắng bóng cô. Quân vương ơi, có phải nơi này thiếp và ta gặp gỡ yêu nhau? Có phải nơi này chàng xua đuổi thiếp thương đau? Lời ly tan tình chọc giờ, bây giờ chỉ có cái chết mới thật lòng tha thứ. Cái chết mới là nơi chấm dứt mọi niềm đau. Ra là ơi, con hãy thử tha cho mẹ, con hãy thử tha cho mẹ nghe ra là. Ra là ơi, bây giờ thì mẹ có thể nói thật với con. Con chính là con trai của đức vua Bơ Riêng, người đã cai trị xứ sở Aodia này, người mà con đã gặp cách đây mấy ngày. Con đã ca cho người nghe bài Cả Bóng Quế Trăng. Mẹ, mẹ đã
nói thiệt hả mẹ? Mẹ nói thật. Mẹ, mẹ ơi, sao ngày đó mẹ không cho con theo cha khi cha đã cạn lời năn nỉ? Để đến bây giờ thương tình phụ tử mẹ mới cho con gọi hai tiếng cha ơi, thì cha đã qua đời. Con chưa thuộc hết giọng nói của cha và chưa kịp nhớ tiếng cha cười, chỉ thoáng thoáng lần đầu gặp gỡ ngày mẹ phụ phàng xua đuổi cha đi. Bóng cha chìm dần trong rừng khuya, bước từng bước nhạt nhòa theo anh đuốc, con đứng trông theo mà buồn rơi nước mắt. Muốn gọi cha ơi mà thốt chẳng nên lời. Tội nghiệp cho con tôi, chưa cạn nước mắt không cha thêm một lần không mẹ. Không biết rồi đây cuộc đời con trẻ sẽ về đâu. À, mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Sao tay mẹ lạnh, mắt bớt dần thần sắc, môi tím bầm, mặt nhợt nhạt xanh xao? Mẹ, mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Mẹ đừng để con ở lại phút cuối phần trẻ, cha đã bỏ đi con còn có mẹ. Mẹ đừng để con sống kiếp lạc loài. Ra là ơi, mẹ vẫn còn gượng sống với con đây. Mẹ có lỗi, con hãy thương tha cho mẹ. Mẹ hãy dìu con vào trong hành lễ, để lần cuối cùng con thấy mặt phụ vương. Đi đi mẹ. Xê ra, xê ra. Xìm, chàng đã lừa dối thiếp. Xê ra, phụ vương của con. Ra là con, chàng đã lừa dối thiếp. Phải, ta nghĩ rằng chỉ khi ta bày ra cái chết, nàng mới quên lời thề trở lại kinh thành Aodia để vợ chồng mình gặp gỡ. Và sự thật là Seda đã về đây. Phải, thiếp đã về đây với một lời nguyện. Hai ta gặp nhau phải có một người nhìn biết. Seda, muộn rồi chàng, hãy dành nước mắt khóc người đi vĩnh viễn không ngờ về. Trời, lá đào mẹ. Xê ra. Thôi nghe, từ nay đừng hoài giống bóng má con đò. Bài ca năm xưa, bài ca năm xưa, nàng hát cho ta nghe bài ca bông huệ trắng. Ra là, dạ, con hãy thay mẹ hát cho phụ vương con nghe lần cuối đi con. Dạ mẹ, con hát cho phụ vương nghe đây. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Hát đi con. Dạ. Thank you.
làng hương thơm ngát, rừng tặng cho ta bóng quê trắng trong giữa gian tình. Sao xuyến bao nỗi niềm riêng kìa bông hoa, hay là trái tim nỗi nên lời. Sương gió mưa nắng tươi vàng, màu hoa vẫn tươi. Năm tháng đâu thế nào phải buồn vui có nhớ. Cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn Minh Trường đã hỗ trợ cho Huỳnh Triệu Phú trong tiết mục này. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Thật sự là xin cảm ơn Mỹ Hằng và Minh Trường rất là nhiều, đã đẩy cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Nó vừa đủ, nó vừa tròn, nó không dư, nó không thiếu cái gì cả. Để đến bây giờ vẫn còn, con vẫn còn là cái nhân vật đó chứ con không phải là Triệu Phú nữa, đúng không con? Dạ, yeah. Quý vị ơi, cải lương đâu có mai một. Cải lương của chúng tôi là như vậy đó. Khi ánh đèn mà sáng sân khấu lên rồi thì chúng tôi nỗ lực hết, cháy hết bằng trái tim, bằng lửa, để cống hiến cho đời, cho xã hội một cái gì đẹp nhất, một cái bộ môn nghệ thuật thiêng liêng nhất của đất nước Việt Nam này. Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Xin quý cảm ơn tiết mục này, cảm ơn Hữu Quốc rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Những cái gì khen thì cô Hằng đã nói rồi. Chú chỉ khen một cái điều như thế này nè. Cái đoạn mà nàng Seda gặp lại vị vua Rim đó, thì thật sự ra thì chú chỉ sợ con bị chết bộ ở trên sân khấu. Nhưng mà cái ông Năm này nè, nói là cái ông Năm mà giữ nè. Tức là khi bên này vừa đẩy cảm xúc đủ một cái là chú thấy con quỳ xuống ở chỗ cái đám lá này, là chú nói rồi, ông này ông dữ dằn rồi. Chứ nếu con làm sớm hơn một chút hoặc trễ hơn một chút, nó con sẽ mất cảm xúc liền. Và cái lúc đó đó, tính tức là vừa vặn cái thời gian để cho con cầm cái lá đó, con lên con coi, để con chạy tới con kêu lá độc đó. Đó là một cái sự tính toán khôn khéo của ông Năm. Và cô Mỹ Hằng, con thấy hát hay không? Quá hay đúng không? Diễn hay không? Quá hay. Và con vẫn không bị lu mờ ở trong cái lúc hát cũng như cái lúc diễn của cô Hằng. Bữa nay con diễn xuất tuyệt vời, hát tuyệt vời. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn chú. Con biết vì sao không? Bởi vì ngay cả khi mà bé hát cái bài Bông Huệ Trắng á, thì mình thấy rõ ràng rằng bé đã bị cảm xúc nó đẩy lên, nó nghẹn ngào, hát có thể không trong, không rõ như bình thường bé hát. Nhưng mà đó là cái cảm xúc, cái tâm lý của nhân vật, và chúng ta hoàn toàn thông cảm được cái điều đó, và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nhân vật khi đó là không thể nào mà tỉnh táo để có thể hát cho hay, cho tròn trịa được. Phải. Và đó nhận là một cái điều rất là hợp lý với cái phần trình diễn này. Mà cái cảm xúc của con khi mà con hát, khi con vô câu vọng cổ rất là tròn vành rõ chữ. Mà khi cái bài nhạc Bông Huệ Trắng mà con ca, con bị nghẹn, bị ngất. Cần có những cái thứ đó. Có những lúc mà không nói lên lời được. Có những lúc đó phải diễn như vậy đó. Dạ. Hay đó. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Oh.
ơn mẹ dù con tiếng dù cả cuộc đời, dù con lời dù cất lên từ ngàn đời. Mẹ âu cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa, lạc lòng quân cùng bao con đi ra nơi biển cả. Cô giáo Yến Trang bữa nay ra quân hoành tráng quá, tiết mục nào cũng vậy, đầu tư dàn dựng rất là công phu. Không biết các vị giám khảo cảm thấy thế nào? Mời giám khảo Đoan Trang. Một tiết mục rất là đẹp, rất là công phu. Và cô rất là thích ở cái gương mặt của con đó. Con thể hiện được cái việc con hiểu con đang hát cái gì. Một bài hát mang tính sử thi, cho nên con có một cái tâm hồn. Khi mà con thể hiện nó bật được cái điều đó trên cái ánh mắt của con. Rồi lúc mà cô thích nhất cái đoạn mà con rất bình tĩnh, con bỏ cái microphone xuống, xong rồi con đánh trống rất là tự tin. Sau đó con lấy cái micro đúng cái lúc để mà con lên cái chỗ lừa đá chơi. Cô rất là thích một cái đứa bé quá nhỏ như con mà có một cái tinh thần như thế để hát cái bài hát quá to lớn như thế này, thì cô nghĩ là tất cả hậu trường nên cho con một tràng pháo tay. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Thật sự là đã vào đây rồi thì các con làm quá trời tròn dành. Coi như là cô cũng xin chúc mừng con. Dạ, cảm rất ngắn cô. Gọn nhưng mà là cô Thanh Hằng cũng rất thích tiết mục của con. Rất là thích. Ai báo mới, báo mới đây, báo đây, báo đây. Báo đi cô ơi, báo không? Báo không cô? Báo mới cô ơi. Con mua một con tờ báo đi con. Cô ơi, mua một con tờ báo đây. Báo đây, báo đây, báo đây. Ai mua báo đây? Tin nóng hổi, tin giật gân, tin mới nhận đây. Ai mua báo đây? Báo không coi, đi coi sập tập vỡ làm gì cho nó đuôi con mắt đây. Báo đây, báo đây, báo đây. Ai báo đây, báo đây. Chưa có thấy ai mà ngồi mà kiên trì như cái cô này đây. Tin nóng hổi tin giật gân đây. Có 100 người bị gạt đây. Ai báo đây, báo đây. Báo, báo, báo.
bán cho cô tờ báo, cái tờ báo mà nói 100 người bị gạt á con. Nè con. Gì vậy, làm gì vậy? Chóng mặt quá. Sao chóng mặt? Nãy mời cô không mua, đi vòng vòng 5 vòng chóng mặt quá. Bán cho cô tờ báo này. Cô cho con 3.000 đi. 3.000 phải không? Dạo này bán báo ế quá cô ơi, người ta coi báo mạng không à. 3.000. Cảm ơn cô. Ê, rau gãi lưỡi mới bán được. Báo đây, báo đây, báo đây, báo đây. Tin giống hỏi tin giật gần đây, có 101 người bị gạt đây. Báo đây. Ai, báo đây, báo đây, báo đây, báo mới đây. Xạo mày. Sao nãy nói 100 người, giờ 101 có chỗ nào đâu? Giờ có cô nữa là 101 đó. Đồ cái thứ con nít quỷ. Đi bán báo mà làm gì mà không có chịu thật thà vậy? Ăn gian nói lận à? Có 100 người thì nói 100 người, giờ tới 101 người sao mà ăn gian nói lận được? Đi bán buôn. Nghèo đi bán phải thật thà chứ. Khổ quá mẹ ơi. Bán báo có 3.000 một tờ mà mình mua 2.500, mình lời có 500 mà chửi như con người ta đẻ vậy nè, trời ơi là trời. Thôi thôi thôi. Sao nhiều người không có lòng nhân đạo như vậy? Chiều nay mẹ con mình không có gì ăn, phải ăn giấy rồi mẹ ơi. Con ơi con. Con xin lỗi con nha. Thôi giờ con bán cho cô 2 tờ nữa đi. Cô mua 2 tờ đó hả? Cô... cho con 6.000 đi. 6.000 phải không? Rồi cho con luôn. Chơi luôn. Nhiều quá. Thôi, thôi. Cảm ơn con. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha con. Ok. Rồi. Sáng giờ con bán cũng được 200+ tờ rồi đó. Bò bánh tiêu em đi bán cho kịp cái chợ chiều, ai mua giùm em một miếng bánh ăn đỡ đói đi. Bánh em ngon lắm, mua giùm đi bà con hỏi, không ai mua giùm em đang ế thấy bà em luôn. Bánh bò bánh tiêu mày bán đi cho còn có chợ chiều, 3.000 một nùi nè cô bác đừng mua nghe không. Bánh này thiêu hết ăn vào cứ tuôn uống thuốc sổ lại, mày bán ế xong rồi mày đem về cho dòng họ mày ăn đi con mắm đù lục tịch. Ê tao không có kiếm chuyện mày không mày, nước sông không phạm nước giếng mày không mày, đã bán ế rồi mày đừng dở cái trò mày nói là ăn cái bánh của tao rồi mà uống thuốc sổ lãi không mày, nhai gì đâu miếng mày bánh á miếng mày mì hả bánh bò hả bò ở đâu nè. Cho kỳ mày. Trời ơi, tao đã bán ghế mà cắn gì bán ai mua. Sao mày ngu vậy? Bây giờ mày bán nó bị phiết một bên đúng không? À. Bây giờ tao xé luôn, coi như mày cho tao một nửa. Đúng chưa? Bây giờ mày để cái này mày bán. Ai mua? Thì bây giờ mày lấy thêm nửa cái nữa, mày cho tao nửa cái nữa. Đó, cho mày gáp lại thành một cái mày bán, người ta sẽ mua. Con này bán mà cũng ngu. Lộn không? Dạ. Mày tin tao quýnh không? Mày ra mà quýnh đi. Mày con gái mà mày hăng quá vậy mày. Mày chơi sổ lá kiểu đó không? Ai chịu nổi mày? Bây giờ sao? Bước qua đây mày. Tao quýnh mày đổ máu. Tao không phải là con muối á. Mày ra mà nhào vô. Mày qua đây. Mày bước qua đây. Mày qua đây. Mày ngon mày bước qua đây. Tao sợ mày hả? Quýnh đi. Ê mày đừng có cản thôi nha. Tao không bao giờ cản. Đứa nào quýnh trước làm cha nè mày. Mày ê mày làm cha thôi mày. Quýnh trước làm cha rồi làm cha tao cái gì? Chứ mày không lẽ mày là con gái mày đòi làm cha tao? Hôm nay tao bán tao buồn quá. Bán ế tao buồn chứ thật ra tao cứ
Mày thấy gì không? Tao về trước. Tao thấy trước. Tao về trước. Tao về trước. Ai da. Cái đó tao thấy dữ bộ. Rồi tao nói chung tao giành được trên tay của mày. Vậy tao mày gì chia chứ. Nói thôi coi trong đây là gì. Nhiều khi trong đây là cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Tiền à? Con này làm thấy ghê. Mình làm như chưa bao giờ cầm tiền vậy. Mình bán ngày nào mình cũng thu tiền mà. Làm như thấy tiền cũng như thấy tiền. La la thấy ghê. Wow! Mày hay quá ha. Mày hay nó mày cũng la gì? Má coi kỹ đi đó. Tiền lần đầu mới thấy. $500. $500. Mày cất đi. Đừng có la. Bây giờ đừng có la. La ôm chùm. Người ta biết. Người ta lấy lại. Bây giờ la. Cất đi. Bây giờ la là mình có $500. Đúng. Im lặng. Đừng có la. Im lặng. Đừng có la. Đừng có la. Đừng có la. Mày la vậy là người ta biết hết. Nghe chưa? Mày im. Mày đừng có bao giờ la. Tôi có $500 nè. Mày la. Mày mới la. Tao đang dạy mày. Ê, người ta lại quay lại. Người ta kiếm á là căm hồng nha. Im. Mày phải giữ cho kỹ lên. Hay quá, giờ có $500. Ê. Gì? Hôm quá. Ê, tao hỏi mày nha. Nếu như mày có $500 á, mày xài sao? Tao sẽ mua một cây chả $100. Với ăn với nửa ổ bánh mì. Trời, $500 mà một cái chả nó bự bằng cái cột nhà sao mày ăn? Mày mới ngu quá. Sao ngu? Bình thường là người ta xẻ cái ổ bánh mì người ta nhét chả. Bây giờ mình xẻ cái chả mình nhét ổ bánh mì vô. Còn mày? Mày có $500 mày để mày làm gì? Nếu như có $500 này sớm thì má tao có tiền mua thuốc uống không có chết đó. Tao còn nhớ hoài. Nói sao? Có một đêm đó hen, mưa lớn thì còn lớn luôn. Cái má tao ho, lúc đầu ho nhẹ lắm. Cái tao gót nước cho má tao uống. Cái má tao gu cho tao ngủ. Tao chưa ngủ, tao mới nằm xuống, tao nghe má tao ho nữa. Mà ho mạnh hơn xíu. Má mày ho từ từ tăng đô lên vậy? Đúng rồi. Rồi xong cái lần thứ ba thứ tư gì đó tôi nhớ má tao ho quá trời luôn. Mà cái tiếng ho của má tao giống như hát vậy mà cái tao ngủ ngon luôn. Không mấy sáng mở mắt ra má tao gục vậy luôn. Má mày gục là đã làm gì? Là má tao chết đó. Nói chung là má tao chết rồi đó. Mày đừng có hỏi nó mệt thằng đi ơi. Họ biết rồi. Má mày sao? Nói vậy chứ mày cũng còn có má mày ru. Tao lớn lên tao còn không biết ba má tao là ai luôn á con. Rồi tao đi bán báo. Nhiều khi gặp mấy người lớn lớn, người ta thấy mình mà nhây quá hả? Người ta còn đạp tao luôn á con. Mà thôi, mình vậy mình chịu rồi. Số mình. Nói giờ bán mày tao đâu có biết đâu. Tao tưởng đâu mày cũng có ba có má. Anh hai. Cái gì? Mày mới kêu gì? Tao kêu mày là anh hai. Mày hổn. Mày mới kêu anh hai xong tao hỏi mày kêu gì? Tao kêu mày bằng anh hai. Xin lỗi. Sao tự nhiên mày bữa nay mày kêu tao bằng anh hai? Biết. Không may nhận em làm em đi. Vậy là hai anh em mình giống như ở chung nhà luôn hả? À? Đúng rồi. Tao với mày mà ở chung nhà chắc mặn dữ lắm ha. Đứa mắm đứa muối chắc mặn banh xác. Mà kệ đi. Im mà thôi không được đâu. Thôi ạ.
làm anh không có được. Được. Không, anh đi bán, anh nghe mấy đứa trong xóm nó đọc rồi. Đọc nó đọc gì? Làm anh khó đẩy phải đâu, chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ. Khi em bé khóc anh phải vỗ dành, khi em bé ngã anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh chia phần em hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Nhà em thật khó nhưng mà thật vui, ai yêu con muối thì làm được thôi. Anh ai sống ngộ luôn nha. Trời, bài này á, thuộc hay ghê. Không sao. Hứa nghe. Anh hai hứa sẽ thương em muối. Rồi. Hứa nha. Ừ. Dĩa 500 này là phải của em luôn nha. Nhường em luôn á. Ê, giang hồ mà mày chơi hàng dài hả mày? Trời ơi. Sao? Nó chơi thôi. Nó chơi thôi. Ngu không ngủ đi. Hả là thức sớm. Thức sớm đi lấy bánh bán á. Mà sáng thì bán được có 1 mâm mà. Chiều bán chưa được miếng nào. Anh hai cắn hết nữa. Rủ lại hát thôi gì. Hát rủ gì. Đúng rồi. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa nhắc đúng thế. Sao mày không ngủ? Tỉnh ngủ. Trời ơi, vậy ai ngủ được. Hồi xưa má em gu vậy nè. Em kể lại lúc mà má em ho. Má mày ru mà cũng đánh nhịp nữa. Lúc ho lúc bệnh nặng đó. Tưởng là cái đó cái gì chứ dễ. À ơi. À ơi. Con ơi. Thôi nghỉ đi. Ê, hồi nãy mày nói là má mày ru xong, mày xong, má mày ho. Má mày ho xong sáng má mày đi luôn đúng không? Đúng rồi, chết đi luôn nè. Giờ mày gài tao ru đặng mai tao đi luôn theo má mày hả? Có mày đâu. Muốn tao cho 500 tao cho luôn mày, mày đừng có chù tao chết nha mày. Không hề, không có lấy. Có nghĩa là thầy ho cái chỗ mà gu thôi chứ chết thì đâu mà chết được, đâu phải là... Thôi, vậy ru bài khác đi. Ru bài gì kệ anh đi. Ta cũng biết mà, hồi biết đó. Sao đừng có hát bài nãy đâu. Biết rồi, hồi đó trong diện mồ côi có mấy cô cũng ru vậy mà. Hát bài khác. Hát bài đó có huôn. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chạy. Giỏi lắm. Các con sống mà biết thương yêu nhau, biết lo lắng cho người đó là điều tốt. Đêm nay ta sẽ đi tìm và gặp các thiếu nhi siêu nhí. Và ta cảm ơn các con đã vượt qua những thử thách của cô. Bây giờ thì các con hãy dậy đi. Hãy dậy đi các con. Hãy dậy đi các con. Dậy đi các con. Lẹ lên để hết kim tuyến. Lẹ lên. Rải kim tuyến. Ý. Ý. Ý bà Tiên hả? Không phải. Cô này hát cải lương mà. Gì? Ý cô này. À, cô là Hằng Nga. Đúng rồi, cô là Hằng Nga nè. Đúng không? Ừ. Ủa sao mặt cô giống cô Thanh Hằng quá vậy? Ủa, ủa sao nó lãng xẹt vậy con? Rồi chứng minh đi. Phải không? Phải không con? Con có biết chữ. Mẹ coi đi. Đâu có biết lỗi chữ. Con, hai con lâu lâu bị khùng. Thấy cái hình tự nhiên làm hết rồi. Phải không? Yeah. Anh đúng rồi, cái hình này là đúng rồi nè. Nhưng mà con cũng đâu biết chữ đâu. Nói chung mặt giống thì con trả lại cho cô. Rồi cô cảm ơn các con nhiều lắm á. Cô kiểm lại coi tiền cô vẫn còn. Con được, con chưa kịp xài cô xuất hiện rồi trả cô luôn. Yeah. Con xin lỗi con. Cô, nhưng vậy? Mà cô giống cô Thanh Hằng. Cô nói là cô Hằng Nga mà chứ Thanh Hằng đâu. Thôi giờ cô Thanh Hằng Nga. Rồi chị Thanh Hằng Nga đi, giờ bây giờ để cô thử cô. Cô hát cho tụi con nghe một bài đi. Bây giờ sao, giờ muốn nghe cô ca muốn... giọng cổ giống Thanh Hằng. Hát tụi con nghe một bài được không? Hát nghe bài được không? Rồi. Muốn đi coi mà không có tiền mua vé. Vậy đó hả, tội nghiệp các con quá à. Thôi để ngồi xuống đây đi cô hát cho tụi con nghe nha.
Cô hát cho tụi con nghe nha. Hát đi con, hát đi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru mang mát êm như sao diệu dực dơ, tiếng ru bên thềm trăng tà soi. Mẹ yêu, mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ, từ chiếc giọng thơ ngây qua lời ru êm ả, mẹ đã theo chân con trẻ trên vạn nẻo sông hồ. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc con mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái đầm lần đầu. Rồi từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa, chắc là con khỏe nên con đạp con chồi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giấc mình tỉnh giấc, cuộc đời của mẹ bao nhiêu lần mắt kia mở lên, chỉ vì mẹ thương con trẻ còn đang lận đận nơi góc biển chân trời. Bao nhiêu lần con đã có lỗi với mẹ rồi, nhưng bông sen kia vẫn nở một nụ hồng phương phương, vẫn tỏa một Phật Như Lai. Cảm ơn cô. Con không có mẹ từ nhỏ, nhưng giờ con nghĩ là nếu mẹ con bỏ con, mẹ con còn đau khổ hơn gấp ngàn lần con. Con hiểu rồi. Bây giờ con với lại con muối phải sống thiệt là tốt để cha mẹ con dù có ở đâu cũng phải hãnh diện vì tụi con, đúng không cô? Đúng rồi. Vậy thì á, bây giờ á, cô sẽ đưa các con đi thăm hết tất cả các thiếu nhi toàn thế giới này, các con chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Tắt đèn đi, đặng cho cô cháu tôi vô. Đúng rồi, đúng rồi, tắt đèn để mình đi hôn. Rồi biết bao nhiêu khát khao còn ngoài đống đầy, mới nói tiếng hát em thơ hoa ca, với đám sáng cho em nụ cười, không còn đêm dài, còn đẹp mãi không phai, ôi nụ cười Việt Nam. Nụ
cười Việt Nam với phần trình diễn của lớp nhạc nhẹ của cô giáo Yến Trang. Cảm ơn các bạn vũ đoàn bước nhảy. Cảm ơn các con nha. Lan Vi nè, Bảo Hân và Quang Hiểu cùng với cô giáo hôm nay mặc áo dài trắng hết đẹp, hết sức dễ thương gì đâu á. Không biết là với cái ý tưởng như thế nào mà cô giáo Yến Trang lại chọn tiết mục này cho cả lớp mình ha. Với cái tiết mục chung như thế này thì Trang nghĩ rằng với một cái nụ cười không chỉ riêng dành tặng cho tất cả quý vị khán giả mà Trang muốn dành tặng cho tất cả thí sinh đã tham gia chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Đặc biệt là với cái nụ cười Việt Nam thì sẽ đem niềm vui cũng như là bài hát này sẽ làm cho tất cả chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Một tràng vỗ tay nữa dành cho học trò của cô giáo Yến Trang và cả cô giáo xinh đẹp của chúng ta nữa. Bỏ hết đi, ra chơi cái này với anh hai vui hơn nè. Vui không? Vui. Nhưng mà tụi em cột trâu lại hết chưa? Chuyện đó thì khỏi phải lo. Đã mê chơi á thì phải cột trâu cho chắc. Có món chắc á, trâu nó đi ăn lúa của người ta, lúc đó bị ăn đòn tét đít luôn á. Anh á, khỏi phải lo. Em có cái mò cao vậy nè, em nhét vô cái mông là không có sợ bị đau đâu. Đau đâu cho coi ơi. Cái mô cao này á, mà lót vô đây á thì được. Từ từ từ. Gì? Tôi đứng dậy, tôi xây cái mông ra cô Tư. Mà lót vô đây á thì không có cái mô cao nào mà lót vô hết á. Thôi quýnh em rồi. Thôi. Bây giờ hai đứa có chơi không? Dạ chơi. Vậy bây giờ tụi mình chơi kéo co chịu không? Chịu. Rồi bây giờ mình chia phe nha. Anh hai, bé Tâm với Triệu Phú sẽ là một phe, ba đứa là một phe. Rồi bây giờ mình chơi. Ba người bự chảng vậy nè, tụi em có thấy ẹt vậy nè, sao mà kéo lại được? Đúng rồi. Thì không lại thì tụi em thua thôi. Mà bây giờ chơi không? Chơi. Chơi thì bắt đầu. Đó, thấy chưa? Đã nói là có kéo lại đâu. Nói rồi. Không sao. Có mình đây các bạn sẽ đánh lại bên kia. Ai đây? Tí. Tí nào? Tí con của ông Quỳnh Linh với bà Thanh Hằng ở xóm Giàm á. Không biết hả? Không có. Mình á, ở thành phố mình về đây mình nghỉ hè. Thấy các bạn vui quá cho mình chơi với nha. Mấy đứa quan sát. Bum 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 bum. Má ơi, mấy bạn hiếp con. Ăn hiếp em rồi em. Nè, nghe mình hỏi nè. Bạn con nhà giàu phải không? Sao biết hay vậy? Nhìn bạn bận đồ là tôi biết rồi. Không có giàu có gì mấy. Mà mẹ mình á, nhà lầu 5 tầng á. Hả? Đi ăn hả là không bao giờ cho ăn hàng quán ngoài đâu. Nó ăn hả là có vị vi trùng á, không có vệ sinh. Nên lúc nào cũng cho mình bỏ một túi nè. Có nhiệm nè, cho nè. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó, đồ ngon lắm á. Này là gì? Chocolate. Chocolate. Mấy bạn biết vậy trơn á, dơ rồi không có cho ăn lại nè, ngon lắm đó. Cái này ta gọi là sô-cô-la đó. Sô-cô-la. Ăn, thôi, ăn lộn kia ăn á, mấy anh mấy chị ăn vậy không có được đâu. Ôi, nhiêu tuổi mà kêu người ta anh chị ngọt xớt vậy? Trời ơi, em coi vậy chứ em mới có 9 tuổi à. Chú em, là anh Biểu. Anh nè, anh 11 tuổi nè, mà có nhiêu đây nè. Còn chú em 9 tuổi mà ăn nhiêu đó ra hả? Coi được không? Thấy được mà. Xin dân dở. Nè nghe nè,
cho em chơi đi. Không, không cho chơi đâu. Cho chơi đi cho cái này ngon hơn cái nãy nữa. Này thì cho nè, giờ chơi gì mấy đứa? Chơi gì, chơi gì? Em có trò đây nè. Trò gì vậy? Dạ? Tối hôm qua chúng em vừa coi vở cải lương trên vô tuyến truyền hình. Có bà Trưng cùng ông Thi Sắc và có rất nhiều binh lính cùng ra tay đánh trận thật quay. Thuộc nằm lòng vì vô tuyến hay chiếu tuồng này lắm mơ coi tiếc thuộc lao từng chữ đó là tuồng tiên trong mê linh. À, cái tuồng này mình biết nè mấy anh ơi, cho em một vai nha. Vậy thì bây giờ phải chia vai mới biết được. Chia vai đi. Ngọc Tâm, em sẽ là chân chắc. Chắc á? Dạ, Tuấn Linh. Windy, em sẽ là chân nhị. Vâng nhị nè. Ngọc Thanh, em sẽ là củ đô chinh. Vâng là chinh nè. Còn một điều hết sức là quan trọng, trong tuồng cải lương này thì chỉ có một anh kép chánh, mà còn đoàn hát cải lương Chăn Châu của mình á thì có tới ba anh kép chánh. Bốn. Ba. Bốn. Tránh ra. Tránh ra mà chỉ có ba người như vậy thì biết lấy ai đóng vai Thi Sách bây giờ? Quách Phú Thạch. Không. Triệu Phú. Vậy thì hai đứa tự chia vai Thi Sách với nhau đi. Còn anh sẽ vào vai nàng Tía. Chơi. Anh ơi, mấy anh ơi, anh kia hứa cho em vai rồi, anh đi mất tiêu rồi, giờ cho em đóng vai rồi. Chú em có thể ngồi xuống được không? Anh ngước lên, anh mỏi cổ quá. Nè, nghề em còn yếu lắm, chịu khó xuống dưới ngồi với mấy người kia, coi tụi anh diễn. Mấy người nào anh? Bốn người đó hả? Bốn người đó đó. Ôi, mấy người đó nghề không bằng người này luôn, ghê ta. Thế em mê nghề anh thương lắm. Anh sẽ cho em một vai. Cảm ơn anh, cho anh mấy cục kẹo nè. Biết anh thế nào cũng cho em một vai. Cảm ơn em. Vai này rất là quan trọng. Trời, thích nha. Không có vai này không thể nào mở màn được. Vai gì vậy anh? Con voi. Cái. Đồ làm con voi nè, bạn cầm đi, tụi mình xong hết rồi đó. Trời ơi, có đồ làm con voi luôn mới ghê. Cái làm con voi cho giống con voi, mà con voi nó ở dơ lắm, nó ưa nằm dũng sình lắm. Chét sình trên áo, chét sình trên mặt. Chét rồi, con voi chuẩn bị rồi. Hỡi phu tướng, cách tường thành phu tướng không thể nào thay được, nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu thành, khôi giặc xin chàng chứng giám. Thì tướng quân bầu trời.
thưa chị Tía. Có chuyện gì? Dạ có. Chuyện gì? Dạ có. Có gì? Mẹ Tí tới kìa. Trốn đi. Tí ơi, Tí à. Mẹ Tí. Che che Tí ơi. Tí à. Tí ơi. Ôi dạ. Tình không. Mấy đứa thấy thằng Tí con cô đâu không con? Dạ không. Tí đó, biết không? Dạ không. Nó dễ nhận lắm. Nó 9 tuổi mà nó cao gấp đôi tụi con vậy nè. Dạ tụi con không biết. Trời, cảm ơn mấy bạn nha. Mấy bạn thiệt là bà chơi bạn tốt á. Mình núp qua sau đít các bạn mà các bạn giấu mình kỹ dễ sợ luôn á. Ngu. Ai ngu? Dạ bạn này ngu. Trời đất quỷ thần con. Chục. À. Trời ơi, sao mình mấy lắm đêm vậy con? Nè, làm con voi. Voi cởi hai bà chân. Lên. Xích ra đi. Cái gì vậy? Voi. Đi xuống. Mẹ. Đứa nào bài ra cái vụ này, đứa nào bài? À, bài đâu? Hai anh này chỉ nè. Trời ơi, quá trời quá đất ha. Có chút xíu vậy mà cái đầu mày bự dữ hả con? Trời đất ơi, con của tao, tao cưng, tao chiều nó một roi, con không dám đánh. Mà hai đứa bay biểu nó làm voi cho bay cẩn làm sao hả? Mẹ. Cái gì? Mẹ không có... Mẹ đúng đánh mẹ ăn con. Trời ơi, con ngu quá đi, nó dụ con làm con voi. Mai mốt nó dụ mày làm con voi, mày bò chết luôn đó con. Trời ơi, không có được đâu, chở đi chơi à. Chơi vui lắm mẹ thôi, mẹ về đi. Thôi đi về khám bệnh liền. Không về, đi về làm cái gì? Về khám bệnh liền. Bệnh gì? Có bệnh thì phải đi khám bệnh, chứ không bệnh gì trời ơi. Cho hết nè. Mình á coi vậy á bự bự con, chứ mình bệnh nặng lắm. Phải đi Sài Gòn chữa bệnh, mốt về thăm các bạn tiếp nha. Thôi đi nha. Đi lẹ con. Trời ơi má, trễ giờ rồi. Đó, về nghe. Nhớ mà mốt thăm về thăm các bạn hả? Trời đất ơi, con kỳ cục quá. Con là con nhà giàu, không đi chơi với cái đám chăn trâu dơ bẩn vậy. Ba. Gì nữa? Dạ thưa ba, chúng con là đám chăn trâu nghèo khổ, dơ bẩn, nhưng chúng con sống thiệt thà, không có gian dối. Bạn Tí từ xa về đây vui chơi với tụi con, mới gần nhau đó mà bác dội kêu về thành phố. Dạ thưa bác, chắc bạn Tí sẽ buồn vì nhớ miền quê. Bên mái tranh đồ hà có sông xuôi êm đềm và chiếc cầu bắc qua sông, có cây rơm âm thầm đứng với mình giữa nắng mưa thời gian. Trời ơi, rơm với rạ có gì đâu nhớ mày. Và rồi nơi này bao người sẽ nhớ, nhớ thương ban nghiền vui trong vai diễn đơn sơ, tiếc tha quá thân dài tuồn nho thỏa niềm ước mơ từ lâu. Bác ơi đừng băng băng về để ở lại với chúng con một thời gian. Rủ nó ở lại này mày bắt nó làm con gì nữa mày hả? Rồi mai xa cách bạn Tí sẽ quên biết bao vui buồn. Bây giờ mình sẽ đi mà mốt mình sẽ về thăm các bạn. Nhớ nha. Mẹ kỳ quá. Đây cái gì mà mày ngồi im để té xuống thường bây giờ. Con chơi mà. Đi về nhà, trời ơi có mua đồ chơi quá trời sao không chơi. Tình yêu tôi thơ mãi thôi.
vừa đến với lớp học của ông Năm. Với sự góp mặt của tất cả các anh em trong gia đình ông Năm và Sĩu Tú Quỳnh Hương. Cảm ơn vũ đoàn Chuông Gió. Trời ơi, cái câu chuyện này dễ thương quá. Tự nhiên ai trong chúng ta cũng có một thời tuổi thơ mà chơi những cái trò như thế này, dàn trận rồi diễn vai tuồng với nhau. Hôm nay thì anh Hữu Quốc lại một lần nữa mang những cái cảm xúc cho chúng ta nhớ về những ký ức của ngày chúng ta còn bé. Cái này có phải là hồi nhỏ anh cũng y chang vậy không anh Quốc? Dạ thưa anh Đại Nghĩa, nó y vậy đó. Mà cái lớp này nó cũng y chang với lại Hữu Quốc vậy đó. Bắt đầu mê cải lương từ năm 8-9 tuổi, 10 tuổi là học ở các lò cổ nhạc. Và khi mà biết ca rồi á, thì 11 tuổi, trong lớp này 11 tuổi rất là nhiều. Và vào trường đào tạo diễn viên hát trường Hữu Trang năm 14 tuổi là bằng tuổi với Thế Thanh. Nên làm việc chung với các con, được dạy các con thì nó y chang cái tuổi thơ của Quốc đã trở lại. Và Hữu Quốc cảm ơn Đài Vĩnh Long cũng như là công ty Sen Vàng đã cho Hữu Quốc có được những cái giây phút sống lại với những cái tuổi thơ và được học ở các con những cái sự hồn nhiên trong sáng. Kính thưa quý vị, mới cái buổi chạy chương trình ngày hôm qua thì cả phim trường chúng tôi đã tổ chức cái ngày sinh nhật của bé Quách Phú Thành. Nhưng mà trong đêm qua, tối qua thì hứa của ông Năm và tất cả các vị giám khảo, các thầy cô cùng với các bạn bè là khán giả, chúng ta sẽ mừng sinh nhật cho bé Triệu Phú ngay giờ phút này được không ạ? Tất cả các cô chú ở đây và tất cả các anh em của con đều yêu thương con cả. Và đây có lẽ là một cái ngày sinh nhật mà không bao giờ quên đối với bé Triệu Phú. Bởi vì tất cả tình cảm mà chúng ta đều dành cho bé suốt từ đầu chương trình đến bây giờ. Và điều đó đã được thể hiện rất là nồng nàn, rất tình cảm trong cái buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cô chú. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương bé Triệu Phú trong đội cung năm. Có chuyện anh Tư chị Bảy. Nhàng hồn con và chắc hé nói.
cha năm xưa. Con nguyện ghi dấu trong tim, cha ơi cha già rồi yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi dấu trong tim, cha ơi cha. Vừa rồi là tiết mục Tình Cha, một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn với Thái Quang Hiểu. Dạ, cho Đại Nghĩa mượn cái được không? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Chưa bao giờ em thấy cái bài Tình Cha vốn là bài trữ tình mà bữa nay được làm lộng lẫy rần rần như vậy. Có cảm giác như ngồi nghe trong nhạc viện vậy đó. Rồi đã vậy, cái vĩ chịu nổi không? Cái này thiệt đúng là chỉ có cô giáo Yến Trang mới nghĩ ra thôi chứ không ai hết trơn. Cô giáo Yến Trang của con á cũng được mệnh danh là tắc kè bông đó con. Đó. Giờ một cái áo có cổ đi, bữa nay lấp lánh 1000 màu trển, con thấy không? Đó. Con hát cái bài này nè, cái cảm xúc của con như thế nào hả Hiểu? Con rất là thương cha con. Cha con ở đâu nè? Dạ cha con. Đến ôm cha, ngái hung cha một cái luôn đi được không? Bày tỏ tình cảm của mình với cha mình luôn. Hôm nay anh là người hạnh phúc nhất. Khi Quang Hiểu xuất hiện bên cạnh chiếc piano thì tôi tưởng tượng chắc sẽ hát một cái bài nào đó nó mang tính chất giao hưởng một chút, nhạc nhẹ. Tuy nhiên từ một cái bài mà người ta thường hay gọi là nhạc sến, mà cái dòng nhạc mà tôi yêu thích, khi hát lên với cái piano, với dàn violon, tôi là một cái người rất là khó khăn khi nghe trong cái dòng nhạc này, nhưng tôi nghe tôi vẫn thấy cảm thấy nó rất là thích, dù các bạn làm rất là mới. Còn về Quang Hiểu, thể có những người hát tốt, giọng khỏe vang, nhưng mà tìm cái tình ở trong đó khó. Học á, thì con có thể học được nốt cao, nốt trầm, con có thể học về thanh nhạc được, nhưng khó học về cái tình được. Cái tình đó nó xuất phát từ trong người của con. Và ngày hôm nay con thể hiện được cái tình. Chú thích nhất cái đoạn mà con bỏ nhỏ cái đoạn sau cùng á, chú cảm thấy nó đã. Khi con xuất hiện lên sân khấu, nhìn con rất là chững chạc, đàn ông mạnh mẽ. Chú dùng cái chữ soái ca. Con rất là đẹp và rất là sáng sân khấu, trong cái bộ vest lịch lãm. Và con đứng con hát rất là tự tin. Chú nghĩ con đã thành công. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cái phần xử lý của con hôm nay á, thì cô phân tích cô thấy là cái cô rất là thích ở chỗ là con hát theo cái kiểu của con. Con không có hát theo những cái phiên bản cũ là phải luyến đúng những cái chỗ mà chú Ngọc Sơn đã từng hát. Cái đó là cái rất là hay. Bởi mình đi thi thì mình hát những cái là riêng của mình. Bởi cô Yến Trang cũng đã muốn nhắm vào cái điều đó là bài hát rất là cũ nhưng mà con làm theo cách của con, làm theo kiểu của cô Yến Trang. Cho nên cái đó là cái mà con thu được cái sự hấp dẫn về cái tiết mục của mình. Cảnh mà con tới con ôm ba của con á, làm cho cô muốn rớt nước mắt luôn. Bởi vì cô á, theo cô là trong những cuộc thi mà nhất là thi dành cho các cho tụi con là những đứa nhỏ đó, mà hát về ba, về mẹ là dễ đem lại cái sự xúc động cho công chúng lắm. Mà nhất là giáo dục cho tụi con là luôn luôn nhớ ba mẹ, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng ở bên cạnh mình trên mọi chiến tuyến. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Khi các nhạc công là học cổ điển thì những cái quy tắc về cổ điển rất là khó, để mà mình đã quen như thế ở nhạc viện lâu năm rồi. Nhưng mà hôm nay cầm cái cần đàn violon lên mà bật đèn lên, tự bản thân mỗi một người cũng có cảm thấy sự thú vị riêng. Và chính tất cả mỗi một người trong tổng thể của tiết mục có một cái niềm vui riêng, nó cộng hưởng với nhau. Và nếu như đây là chương trình người lớn hoặc là Hiển hát không có cái cần đàn mà có đèn như thế thì mọi người sẽ thấy bình thường. Nhưng đây là chương trình thiếu nhi, cho nên sự hấp dẫn và thu hút sự chú ý của lứa tuổi là điều cũng hết sức là quan trọng, mà cũng rất là tinh tế để cô Yến Trang đưa vào. Nó cộng hưởng chung mỗi một niềm vui góp lại. Và con xem gương mặt của các nhạc công kìa, không có bật đèn nó khác, mà bật đèn nó khác. Chúc mừng con. Con biết tại sao không?
Chú Bạch thích lắm. Bây giờ chú Bạch được mệnh danh là ông hoàng đèn led đó con. Đúng rồi, mắt kiến của chú Bạch cũng đèn led, dày cũng đèn led. Bữa nay chú Bạch là hiền, chú Bạch là gắn hộp gắn đinh này kia thôi, chứ bình thường nhiều khi em thấy nhạc công dữ lắm. Nhạc công mà lúc mà khi bật cái cần đàn lên á, mà để cái gương mặt sáng đó là tự nhiên em thấy tập trung hết vô anh à. Thì ai cũng coi anh rồi đó, chỗ nào anh cũng gắn đèn, bữa nay họ cũng gắn đèn, họ hát thương anh. Xin cảm ơn những sự chia sẻ rất là dễ thương của các vị giám khảo. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc mừng Quang Hiểu nha. Định xâm chiếm nước ta, rồi đây bão cảnh tóc tan phủ trùm lên quê hương đại việt. Không, ta không thể để nước ta chìm trong máu lửa. Toán muốn được hội bàn để tìm kế chống giặc Nguyên Mông. Chuyện gì? Chuyện gì mà làm náo loạn cả bến Bình Than, nơi mà hoàng thượng và các vương hầu đang họp bàn chuyện đại sự? Cớ sao ngươi lại đến đây gây náo loạn vậy hả? Trần Quốc Toản xin được tham gia hội nghị cùng vua và các vương hầu để góp sức mình ra tay chống giặc. Phép nước kỷ cương đã rõ ràng, hãy về mau, không thôi á thì bị phạt. Tuổi của nhà ngươi còn quá nhỏ thì biết chi chuyển nước nhà. Tình yêu nước không phân biệt trẻ già trai gái, tuổi nhỏ nhưng trái tim luôn sôi sục máu căm hờn quân giặc. Rèn luyện võ nghệ, mong được góp sức mình ra tay chống giặc xâm lăng. Thôi, hãy về đi, về mà lo chuyện học hành. Còn không thôi, phép nước sẽ không tha. Toán không phải là trẻ con, toán muốn được góp sức mình để ra tay đánh giặc Dương Sơn Hà. Hoàng thượng gia lô. Hoàng thượng giảng bi. Bình thân, có chuyện chi náo loạn nơi đây, trong khi ta và các vương hầu đang họp bàn chuyện nước nhà? Dạ kính thưa hoàng thượng, toản muốn được họp bàn chuyện đánh giặc Nguyên Mông. Chẳng hay em ta năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? Em hãy về lo chuyện học hành, chuyện nước nhà đã có ta và các vương hầu lo liệu. Dạ kính thưa hoàng thượng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, như toán đây cũng muốn góp sức mình để ra tay chống giặc. Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Dạ như thanh giống năm xưa loại trừ giặc ân, gậy sắt dương cao quân thù kiết kinh, làm rạng danh sư sơn, là người con đại diện thân thương không thể nào lặng im. Vậy hôm nay em tấn công lặn lội vượt đường xa đến bến Bình Than, ngoài ước mong được tham gia cuộc họp. Vậy còn điều chi em hãy nói. Thôi được, ta cho em một quả cam này. Cam gió xanh nhưng ngon ngọt vô cùng. Toán muốn được lụm bàn, nào có cần gì ngon ngọt của cam. Dẫn nước lâm nguy, sao nỡ đứng nhìn. Thôi, em chớ có dỗi hờn, mà hãy về lo chuyện bút nghiêng. Hoàng thượng ơi, xin người hãy nhận đây là trái tim nồng nàn tình yêu non nước.
con đã hiểu được ngọn ngành. Xưa phụ động thiên dương đã làm nên chiến tích, quyết giữ gìn cương hổ non sông. Thì có khác gì khi con đã luyện được võ văn, tập hợp anh em nguyện cùng sông trần. Tuổi tuy nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, quyết xả thân cứu lấy sơn hà. Gương thay gương sáng ngày thơ của người thiếu niên, bao năm ôm nhuận đèn sách lời em chân thành. Vì biên cương khôn nguy vô cùng mà em đây quyết tâm. Thôi thì em nhé, đừng để mẹ hiền trông mong. Giữa lúc này mà bắt ta phải dùng cam, như trẻ nhỏ thèm gì ngon ngọt từng cây trái. Không hoàng thượng ơi, lẽ nào người lại không cho toàn được sông pha nơi chốn xa trường. Hoàng thượng, quả cam ư? Hiện giờ ta chỉ muốn cùng quân đại diện đánh tan loài giặc dữ. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta có cũng bằng không. Quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Trần Quốc Toản rao quân với bé Ngọc Tâm cùng sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Minh Trường, Nam Trung và vũ đoàn Chuông Gió. So với tất cả những bài mà con đã làm cho đến thời điểm này, con sẽ gây một sự ngạc nhiên rất là lớn. Vũ đạo rất là khó. Văn phong, khẩu khí để thể hiện một vai nam Trần Quốc Toản ở đây, con đã có một cái niềm tin rất là lớn về điều đó được thể hiện trong từng câu, từng chữ và động tác rất là dứt khoát. Và con luôn luôn nhớ điều này và không bao giờ con quên. Con đang là con gái, mà con đang là nhân vật. Và cái điều đó, con đã làm một cái đường dây xuyên suốt và diễn rất là chi tiết, từ ánh mắt đến cử chỉ, động tác, và kết hợp với vũ đạo, văn phong, con làm thành một cái nhân vật làm say đắm lòng người. Mọi người không thể rời mắt được vào nhân vật và cảm nhận được tinh thần yêu nước. Mà cái này là cái khó nhất. Ngoài vũ đạo ra, ngoài văn phong ra, con thật sự là con yêu mến quê hương đất nước thì con làm mới được, chứ con không thể diễn mà trong lòng con không yêu. Và tình yêu đó con chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Con xuất sắc, con giỏi lắm, con tuyệt vời nhất cho đến thời điểm này. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Wow, quá trời những lời khen tặng từ giám khảo Thanh Bạch dành cho con. Thế còn chú Hoài Linh thì sao ạ? Cái thần ở trong con mắt con á, rất là hào khí, một cái sự yêu nước mãnh liệt, con đã thể hiện được ở trong vai của Trần Quốc Toản. Thật sự ra thì chú không nghĩ là con đảm đương cái vai này nổi đâu. Khi mà chú gặp con ở ngoài, con nhẹ nhàng mà con thấy con im ắng lắm rồi. Chú không có thấy con mà
mắt con mà dữ hừng hực như vậy đâu. Chú phải khen một cái điều này này, là cái người mà dàn dựng cho con á, tức là ông Năm của con á, rất là khôn khéo. Những cái đoạn mà khán giả vỗ tay con á, là những cái đoạn mà ông ấy biết con yếu. Con là nữ mà còn nhỏ nữa, con không có thể nào nhấn được cái điểm đó mạnh. Thì ông thả cái nhạc vô cái đùng, người ta vỗ tay liền. À, ông này ông quỷ chứ không phải ông người phàm đâu con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin chúc mừng Ngọc Tâm với Trần Quốc Toàn, quá tuyệt vời. Cảm ơn các vị giám khảo. Thưa quý vị, những kẻ hùng hãn
một tiết mục mở màn cực kỳ ấn tượng, thưa quý vị, bé Huỳnh Hồng Ân. Trời ơi, thánh giống dễ thương quá. Một cô bé nhỏ xíu xìu xìu như thế này thôi mà quý vị thấy đó, vừa ca vừa diễn, quá bất ngờ luôn. Không biết xem xong tiết mục này thì ông Năm Hữu Quốc có muốn chiêu dụ bé về cho đội của mình không ông Năm ha? Lần đầu tiên thấy con ca một cái loại mà cái trường phái vô giọng cổ mà người ta bất ngờ, người ta biết đó là câu giọng cổ á. Đúng á. Con làm bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Năm thích con dễ sợ luôn á. Mai mốt cái ông Năm dạy con ca cải cải lương mà hay hơn hôm nay nữa, hôm nay là con quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn ông Năm Hữu Quốc. Ngày hôm nay là một cái điều bất ngờ là khi con hát đó, con vô nó không bị trên bị phô, mặc dù cái câu giọng cổ như là ông Năm Quốc nói là con vô chú tưởng là con vô bài bản, con vô lý, cuối cùng con xuống giọng cổ đó, nhưng mà con vẫn vô đúng mới hay chứ. Con lạng đi một vòng rồi con về con đáp đúng ngay cái sân bay con cần đáp. Đó là một cái điều mà chú thấy rất là thú vị và rất là dễ thương. Con hát lại câu giọng cổ nãy cho mọi người nghe được không? Là con cháu rồng tiên kiên cường bất khuất, nao chí hoài hồng. Giọng cổ mà con vô hồi nãy đó, cái kiểu đó là vô kiểu năm xuân sàng xê, đổ qua sàng xê rồi nó muốn xuống giọng cổ nữa. Mà hay nhất là cái nó vô cái bài Duyên Kỳ Ngộ á, không có rau không có gì hết trơn, trời tự nhiên nhảy cái nhảy nhào vô cái bài Duyên Kỳ Ngộ ta, hay thiệt, rất là phải nói là cô không còn lời lẽ nào để nói mà gọi là khen con nữa hết. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô nghe cũng hay nữa. Con cảm ơn con. Giống cô nếu chú muốn tập giống cái giọng của con thì chú luyện thanh đi. Con ơi con, luyện thanh như thế nào con có thể con chỉ cho chú được không? Những mẫu câu mà chú thích. Mi 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 ma 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 ma. Rồi đó, đó bây giờ chú có cái giọng nói giống như con rồi đó. Trong cái tiết mục này á, cái cô thích là con không cần phải di chuyển, phải nhảy múa gì nhiều hết á, con chỉ đứng một chỗ để thể hiện cái tinh thần của thánh giống, và con thể hiện được điều đó, con lột tả được cái nội tâm của thánh giống. Như vậy là thành công, chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Giỏi. Nhưng mà đang có một món quà cho cô Đoan Trang. Ôi trời đất. Có quà cho cô Đoan Trang. Đi đây. Này. Trời đất ơi, cái gì mà hôm nay đi chấm thi mà con được tặng quà nữa ta ơi. Biết cái vậy nãy tôi không thèm bảo khen. Mà dở ra nguyên cục phấn nè nha. Một bức thư. Phấn trắng. Trời ơi. Cô Đoan Trang ơi, con yêu cô nhiều lắm. Wow. Chết cô Trang rồi. Chết cô Trang rồi. Cô Trang chịu không nổi rồi. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Cô rất là mừng là tụi con đến đây học được nhiều thứ. Bên cạnh đó là tình cảm của các cô chú và các con được gắn bó với nhau nữa. Cô hy vọng là sau cuộc thi này, nếu như các con cần gì các cô chú thì bản thân cô là cá nhân cô sẽ luôn ở bên con. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ sẽ là điểm số từ hai vị giám khảo nha, dành cho bé Hồng Ân.